Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 46. Đỏ thấm tia sáng xuất hiện, tại chỗ đem đan hư tháp hết thảy cấm chế phá vỡ. Có thể gặp uy lực. Nhưng là thời khắc này Diệp Thần nhưng cảm giác thân thể đều phải nổ tung. Quá đau. Lâm Thanh Huyền tiêu tán sau đó lưu lại tinh thần ánh sáng giống như muốn biến dạng hắn thân thể. Để cho hắn toàn thân tan vỡ. Liền liền thần hồn tựa như cũng ở đây bị điên cuồng cháy. Hắn gắt gao cắn răng, để cho trong thân thể thần lôi bao trùm toàn thân. Nhưng căn bản không có dùng. Sư phụ không thể nào hại ta, có lẽ cái này thì là chân chánh cơ duyên. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái, điều động quanh thân năng lượng bao trùm toàn thân. Những năng lượng này chạm được tinh thần ánh sáng, ngay tức thì bị hấp thu. Rắc rắc. Diệp Thần tựa như cảm giác được trong thân thể một tầng trở ngại bị cưỡng ép phá vỡ. Trên người hắn Phạm Tư Chiết đồ dạo phố trực tiếp nổ tung mở ra. Lộ ra khúc xạ ánh sáng nhàn nhạt bền chắc bắp thịt. Hắn cúi đầu xuống, lại phát hiện toàn thân mình lưu chuyển màu đỏ Phạm Văn tựa như huyết dịch vậy dòng nước chảy. Giống như là một loại phong ấn. Đồng thời, hắn nặn chặt quả đấm, lại cảm giác được một cổ lực lượng cuồng bạo. Không cần vận dụng chân khí là có thể sinh ra lực lượng. Cái này chẳng lẽ liền là chân chánh luyện thể, thật là mạnh mẽ à? Diệp Thần kinh hô thành tiếng. Hắn cực kỳ hưng phấn, liền liền đau đớn trên người vậy quên mất. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung ra một quyền. Cực kỳ tùy ý. Nhưng chính là như vậy tùy ý một quyền, làm cho cả đan hư tháp gió lớn phun trào, sơn hà văng tung tóe. Thậm chí hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh đều có chút văng tung tóe dấu hiệu. Trời à! Không thử không biết, thử một lần dọa cho giật mình. Diệp Thần quá hưởng thụ loại cảm giác này. Ngay tại hắn định dùng lực lượng này dung nhập vào vạn Phật Kim Cương quyền thời điểm, nhưng phát hiện trên mình màu vàng kia Phạm Văn biến mất. Vậy cổ cường đại lực lượng cảm giác cũng đã biến mất. Coi như vậy, hắn cũng biết mình thân thể đã xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Chỉ tiếc lực lượng này tuy mạnh lớn, nhưng không biết làm sao khống chế. Nếu có thể đem nó hoàn toàn dung hợp nắm trong tay, tiếp theo đường cũng sẽ chót lọt rất nhiều hơn. Ngay tại Diệp Thần tự lầm bầm thời điểm, một đạo đồ đỏ xinh đẹp ảnh đi ra. Chúc mừng mộ chủ, lại trực tiếp vượt qua những ràng buộc, bước vào ngưng cốt kỳ. Nói chuyện chính là Mạc Ngưng Nhi. Nhưng là làm Mạc Ngưng Nhi thấy Diệp Thần không có mặc quần áo. Gương mặt ửng đỏ, lập tức xoay người. Cố nhiên nàng là thượng cổ đại năng, lại có một viên là thiếu nữ trong trắng tâm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Thần là nàng cái này dù sao cũng năm qua, cái đầu tiên tiếp xúc nam tử. Diệp Thần nhìn trước mặt Mạc Ngưng Nhi, hiếu kỳ nói, ngươi không phải nói không có nhiều ít năng lượng ra sao. Mạc Ngưng Nhi cười một tiếng, những lời này thả lúc trước quả thật không sai. Nhưng là làm pho tượng kia người lực lượng hội tụ ở luân hồi mộ địa, ta có thể hấp thu mấy phần, dẫu sao hắn lực lượng bên trong còn có vô số cường giả máu tươi lực, đủ để ngưng tụ thật thể, nhưng là sẽ không quá lâu. Chỉ tiếc, Lâm Tiền Bối không có cách nào xem ta như nhau, hắn thần niệm lực đã sớm suy kiệt, vốn là nên rời đi, hắn một mực đang dùng một ít thủ đoạn chống. Nói đến chỗ này, lời nói hơi ngừng, Mạc Ngưng Nhi có chút xin lỗi nhìn về phía Diệp Thần. Nàng tựa hồ nhắc lên Diệp Thần chuyện thương tâm của. Diệp Thần lần nữa nghe được Lâm Thanh Huyền, trong lòng cực kỳ tịch mịch, không có nói tiếp. Mạc Ngưng Nhi không hy vọng Diệp Thần khổ sở, liền nói sang chuyện khác, mộ chủ, chúng ta vẫn là trò chuyện một chút luyện thể sự việc đi, vận may luyện thể quyết có 9 tầng, cũng là luyện thể tầng thứ, tầng 9 phân biệt là phá thể, ngưng cốt, phách thể, hóa cương, hư thể, thần thông, bể hồn, bất diệt. Mà bây giờ mộ chủ nhà cấp bậc chính là ngưng cốt. Ngưng cốt kỳ, một quyền thì có lực 5 tấn, hơn nữa trong thân thể có một đạo Phạm Văn bình phong che chở, có thể chịu đựng phần lớn tổn thương, lúc cần thiết cái này Phạm Văn lực còn có thể sử dụng, uy lực mạnh mẽ. Theo ta biết, Côn Lôn hư luyện thể người vô cùng thiếu, dẫu sao luyện thể không chỉ muốn nhìn thiên phú, còn muốn xem thân thể huyết mạch phải chăng thích hợp, cơ hồ vạn người bên trong, miễn cưỡng chỉ có một. Còn nữa, bây giờ Côn Lôn hư không hoàn chỉnh và ưu tú công pháp luyện thể, cái này cũng khiến cho được phần lớn người đối với luyện thể căn bản không coi trọng. Đây là mộ chủ lớn nhất cơ hội. Mộ chủ,
làm ngươi mặc niệm vận may luyện thể quyết thời điểm, liền có thể vận dụng vậy phạm văn lực. Mộ chủ không ngại thử lại lần nữa. Nói xong, Mạc Ngưng Nhi cánh tay vung lên, bắt đầu từ luân hồi mộ địa sử dụng một khối cứng rắn vô cùng chấn động huyền thạch, hiển nhiên là để cho Diệp Thần thử nghiệm. Diệp Thần tự nhiên biết, cũng không nói nhảm, vận chuyển vận may luyện thể quyết, màu vàng phạm văn lưu động nơi cánh tay. Sau đó, một quyền vung ra. Phá cho ta. Diệp Thần không hữu dụng bất kỳ chân khí, vô cùng bình thường quả đấm chỉ như vậy đập vào chấn động huyền thạch trên. Quả đấm lại tự nhiên sanh thành một đạo đợt khí như thiên quân vạn mã, điên cuồng đụng. Diệp Thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiên máu sôi trào, thần hồn hiểm bị chấn động. Đồng thời, vậy to lớn chấn động huyền thạch lại tại chỗ vỡ vụn. Thậm chí chia năm xẻ bảy hóa là vô số mảnh vỡ hoành bay ra ngoài. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ muôn vàn, một kích này cơ hồ đạt tới phản hư cảnh lực lượng. Vẫn là ở không có dùng chân khí dưới tình huống. Thoải mái. Sớm biết luyện thể như thế thoải mái, hắn cũng không tu luyện cửu thiên huyền dương quyết. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần tiêu cực, Mạc Ngưng Nhi trả lời, mộ chủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, một quyền này cũng có chút hạn chế, không đại biểu không địch, nếu thật đang đụng gặp những cường giả kia, vẫn là phải né tránh, luyện thể lớn nhất tác dụng không phải lực lượng mạnh mẽ, mà là thân thể bất tử bất diệt. Còn nữa, Lâm Tiền bối trước khi rời đi để cho ta nhắc nhở ngươi, mau sớm đem vị kia đại năng mời đi ra. Diệp Thần cái này mới nghĩ tới điều gì, ánh mắt chú ý tới luân hồi mộ địa một tòa mộ bia trên. Mộ bia đang lóe lên huyền diệu quang, cực kỳ thần bí. Đã có thể dẫn động. Cái này có gì khó? Diệp Thần nhắm mắt lại, vừa định dùng ý niệm đi dẫn động, mộ bia bên trong lại truyền tới một đạo tức giận tiếng, cút. Một giây kế tiếp, mộ bia bên trong lại lao ra một đạo quyền ảnh. Diệp Thần sắc mặt đại biến, theo bản năng chính là dùng luyện thể lực lượng đánh ra. Ken két ca. Luyện thể đến nơi này nhưng là hoàn toàn vô dụng, ngược lại tay hắn cánh tay tại chỗ gãy lìa. Quá mức chật vật. Mạc Ngưng Nhi sắc mặt có chút khó khăn xem, cười khổ nói, mộ chủ, cái này đại năng có thể khó đối phó, ngươi lại càng không nên dùng quả đấm đi chống lại hắn lực lượng. Người này ở thời đại thượng cổ, nhưng mà chỉ một cái liền bể nát một tòa vạn trượng dãy núi. Hắn lực lượng, không người nào có thể khám xét sâu cạn, càng không người nào dám và hắn cứng đối cứng. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới vị này đại năng như thế đáng sợ, vừa định hỏi thân phận, chính là thấy mộ bia trên nổi lên mấy hàng chữ. Thong thả vạn cổ, thần uy chấn thế, dám hỏi thiên hạ, bỏ ta hắn ai? Bất diệt chiến tôn, huyết thất giả. Chỉ riêng mấy chữ này, liền để cho Diệp Thần cảm giác được hô hấp đều bị khống chế, kiềm chế cảm giác bao phủ tới. Đây là triệt triệt để uy áp. Ở trước mặt mấy vị đại năng trên mình chưa từng cảm nhận được uy áp. Mấy giây sau chữ viết cuối cùng vẫn là biến mất. Hết thảy khôi phục yên lặng. Diệp Thần vốn định lần nữa thử nghiệm dẫn động, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi vậy mộ bia ở giữa thanh âm, vẫn là buông tha. Luân hồi mộ bia ở giữa đại năng, càng phía sau xuất hiện, càng siêu thoát quy tắc. Coi như mình là luân hồi mộ chủ, đối phương cũng không biết nhìn thẳng xem mình. Trừ phi mình làm một ít chuyện để cho đối phương tin phục cũng hoặc là cảm thấy hứng thú. Diệp Thần cũng không gấp, hắn cũng không tin, ở mình đã bị tuyệt đối thời điểm nguy hiểm, cái này đại năng sẽ thấy chết mà không cứu. Sau đó, Diệp Thần ánh mắt rơi vào tiểu hoàng trên mình. Thời khắc này tiểu hoàng đau đớn cảm giác đã biến mất, lâm vào ngọt ngào ngủ, không biết là không phải bởi vì linh một đan tôn viên đan dược kia duyên cớ, tiểu hoàng trên người có một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang. Thân thể không có quá lớn thay đổi, hẳn không có lần thứ hai tiến hóa, nhưng là tia sáng này lại để cho tiểu hoàng có bất khả xâm phạm hung thú cảm giác. Phảng phất là một đầu ngủ say bạo ngược sư tử cuồng. Diệp Thần trở về thực tế bên trong, đan hư tháp còn dư lại ba tầng. Hắn là không dự định xong. Phải đi một chuyến Mạc gia. Mạc gia là thấy Hàn Mây cơ hội duy nhất. Mạc Ngưng Nhi gặp Diệp Thần thật lâu không nói lời nào, liền hiếu kỳ nói, mộ chủ, đan hư tháp sự việc coi như là giải quyết, tiếp theo hồi Thanh Huyền đỉnh sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, trong mắt hơi chăm chú, không, ta dự định đi một chuyến Mạc gia, lần trước ngươi ra tay, ta nhưng mà thiếu một mình ngươi thiên đại ân huệ, cũng nên trả lại.
Huống chi, ta đi Mạc gia còn có một sự việc phải xử lý. Nghe được cái này trả lời, Mạc Ngưng Nhi hiển nhiên có chút kích động, cảm ơn mộ chủ tác thành. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng đan hư tháp đi, tới xuống phía dưới, chính là thấy linh một đan tôn ở tầng thứ nhất đi qua đi lại, khi thấy Diệp Thần an toàn lúc xuất hiện, hắn thật dài thở ra một hơi nói, Diệp tiên sinh, ngươi thật là hù chết ta, ta chỉ sợ ngươi đã xảy ra chuyện gì, vậy thì không cách nào hướng vị kia giao phó à. Linh một đan tôn một mực treo lòng vậy để xuống, khá tốt hữu kinh vô hiểm. Ta có thể có chuyện gì, thời gian xong hết rồi, ta cũng nên cáo từ, Diệp Thần nói. Linh một đan tôn gật đầu một cái, đột nhiên nhìn về phía bên người Phương Lão và Lão Dương, Diệp tiên sinh, nếu không để cho ta hai vị giữ cửa người đi theo đại nhân. Như vậy thời khắc nguy cơ vậy có thể giúp một chút bận bịu. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt, Phương Lão và Dương Lão trên mình còn có tổn thương, thì không cần, chuyện ta có thể giải quyết. Lời nói vừa dứt, linh một đan tôn chính là cảm giác được cái gì, con người lạnh lẽo, liền nói, Diệp tiên sinh, xem tới bên này dị động cầm một ít người tìm chết hấp dẫn tới, đã như vậy, ta liền tự mình đưa Diệp tiên sinh rời đi đan hư trấn đi. Cũng tốt, Diệp Thần và linh một đan tôn ra cửa, Lạc Giao và Lạc Vô Nhai chính là tiến lên đón, bản muốn nói cái gì, khi thấy linh một đan tôn, lời đến trong miệng lại nuốt trở vào. Diệp tiên sinh, linh một đan tôn. Diệp Thần hướng Lạc Giao gật đầu một cái, Lạc tiểu thư, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố, hôm nay ta còn có một số việc muốn làm, có thể phải trước thời hạn rời đi. Lạc Giao nghe được Diệp Thần phải đi, trong lòng càng phát ra thất lạc, nàng mới vừa rồi thậm chí đã nghĩ xong, cái này hai ngày chính là tìm cơ hội mang Diệp Thần xem một chút đan này hư trấn phong cảnh, bây giờ nhìn lại, căn bản không có thể có cơ hội. Hôm nay biệt ly, không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Diệp tiên sinh, Lạc Giao cũng không làm cái gì, ngược lại còn để cho Diệp tiên sinh bị tội, vốn định mang Diệp tiên sinh đi dạo một chút, xem ra chỉ có thể lần sau. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, liền lấy ra một khối phổ thông đá, trên đá có khắc Diệp Thần tên chữ, cũng lại còn có một đạo trận pháp hội tụ ở phía trên, hắn đưa cho Lạc Giao, nói, bất kể như thế nào, ta Diệp Thần đều thiếu nợ Lạc tiểu thư một cái ân huệ, nếu như Lạc tiểu thư có nhu cầu, có thể phá vỡ bên trong trận pháp, ta sẽ mau sớm chạy tới. Nếu như những lời này thả ở lúc trước, Lạc Giao và Lạc Vô Nhai tất nhiên khịt mũi coi thường. Nhưng là giờ phút này, Lạc Vô Nhai gặp nữ nhi ngây tại chỗ không có tiếp sự định, chính là trước bước ra một bước, cung kính nói, Diệp tiên sinh thật là quá khách khí, ta thay thế nhà ta giao mà cảm ơn ngài. Diệp Thần nhìn một cái Lạc Vô Nhai, không có nhiều lời, chính là và linh một đan tôn hướng bên ngoài đi. Đồng thời, hắn thấy cách đó không xa trên nóc nhà đứng một người đàn ông. Người đàn ông này tựa như ưng giống vậy duệ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chính là hình thiên đan tôn. Làm hắn chạy tới, lại là gặp Diệp Thần từ đan hư tháp đi ra, thần sắc cực kỳ âm trầm. Hắn rất rõ ràng, cái này Diệp Thần, tuyệt đối là uy hiếp. Nhưng là giờ phút này linh một đan tôn cùng ở trái và phải, hắn căn bản không có cơ hội sẽ động thủ. 10 phút sau đó, Diệp Thần chính là đi tới đan hư trấn ra. Dưới người lại là cưỡi một đầu bốn chân còn quấn bốn đoàn ngọn lửa linh thú. Tên là Hỏa Vân Lộc, nếu như dùng để đi đường tất nhiên mau hơn không thiếu. Lần này, Diệp Thần không có mang Đoạn Hoài An và Tiểu Bích các người cùng lên đường. Dẫu sao đi Mạc gia, tuyệt đối nguy hiểm, huống chi trên thân ba người còn có tổn thương, hắn không thể lại để cho y thần môn người đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Đoạn Hoài An và Tiểu Bích các người đối với đan hư tháp một mực hướng tới, hắn để cho linh một đan tôn chiếu cố mấy phần hơn nữa tự mình chỉ điểm luyện đan, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Chờ thấy hàn mây, xác định luân hồi mộ địa sau lưng một ít chuyện tình, hắn liền tự mình tới đan hư trấn tiếp đi mấy người. Vậy ta đi, linh một đan tôn, xin chăm sóc kỹ y thần môn mọi người, Diệp Thần lại nhắc nhở. Diệp tiên sinh yên tâm, ở nơi này đan hư trấn. Ta muốn người bảo vệ, người khác không có tư cách động. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, món đồ này quên cho ngươi. Linh một đan tôn đưa ra một khối ngọc bội. Ngọc bội chi trên có khắc đan hư tháp hình vẽ, phía sau càng là có mấy chữ to. Diệp Thần, hư cấp đan sư, đan hư tháp tầng 7. Ngọc bội này cực kỳ phong cách cổ xưa và chân quý,
giống nhau là thân phận tượng trưng. Cực kỳ tôn quý. Côn Lôn hư trong, đan sư có nhiều cấp bậc. Phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, huyền cấp, linh cấp, thánh vương cấp, hư vương cấp, đạo nguyên cấp, đế cấp. Mà hư cấp đã coi như là toàn bộ Côn Lôn hư hiếm thấy một loại. Diệp tiên sinh, ngọc bội này nhất định phải thật tốt giữ lại, lúc cần thiết, cái này đan sư thân phận có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nó chỗ dùng rất nhiều hơn, có thể vào ở Côn Lôn hư 90% khách sạn, có thể dùng ngọc bội này đi tất cả lớn hội đấu giá và ngân hàng mượn tiền, còn có thể bằng vào ngọc bội này làm khách phần lớn gia tộc, tự do ra vào mạc chỗ nhà Lâm Hải Thành. Thậm chí, ngọc bội này có thể ra vào Côn Lôn hư bất kỳ xã hội thượng lưu, đan hư tháp nhận chứng đan sư. Đây chính là vô số thế lực tranh thủ tài nguyên à. Diệp thần nhận ngọc bội, đây có thể là đồ tốt. Nhớ ở sát lục chi địa, cái đó phong tiền bối chính là lấy ra một khối đan hư tháp lệnh bài, để cho Hồng Đào thận trọng phục vụ. Khối này hiển nhiên cao không thiếu cấp bậc, không biết trình sẽ là dạng gì hiệu quả. Tốt lắm, Diệp tiên sinh mời lên đường đi, trước khi trời tối có lẽ có thể chạy tới mạc chỗ nhà thành phố, còn như một ít cái đuôi. Ta tới giúp Diệp tiên sinh xử lý. Linh một đan tôn nói xong, chính là hướng trong bóng tối một nơi bóng người đi tới, chính là Hình Thiên đan tôn. Hình Thiên, chẳng lẽ ngươi có theo dõi thói quen, cũng hoặc là nói, ngươi trong lòng đánh tính toán gì? Một đường theo tới Hình Thiên đan tôn hừ lạnh một tiếng, Linh một, ngươi không muốn vu hãm ta. Ta chỉ bất quá phải đi bên ngoài làm chút sự việc. Chẳng lẽ ngươi đây cũng phải quản? Hắn thanh âm không chút khách khí. Mắt xem Hình Thiên đan tôn phải rời khỏi, Linh một đan tôn chính là giữ lại hắn bả vai, trên người lực lượng bỗng nhiên phóng thích. Bên ngoài có cái gì hấp dẫn người, hôm đó đánh một trận, chúng ta còn không có phân ra thắng bại. Một giây kế tiếp, Linh một đan tôn chính là một trưởng vỗ ra, Hình Thiên đan tôn chỉ có thể ứng chiến. Nhưng là làm hắn tiếp lấy một trưởng này, nhưng là phát hiện Diệp thần kia còn có bóng người à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà giờ khắc này Diệp thần đã đang đuổi đi Lâm Hải Thành trên đường. Từ Linh một đan tôn trong miệng biết được, thời đại thượng cổ mạc ra bởi vì linh khí duyên cớ, đổi ba nơi, cuối cùng chính là vĩnh cửu sống ở Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành bốn bề vòng biển, có thể nói là một tòa trên biển hòn đảo, và Hoa Hạ thành phố du lịch Hạ Môn có chút tương tự. Lâm Hải Thành bởi vì nước biển đại trận phong bế linh khí. Cái này cũng khiến cho được linh khí cuồn cuộn không ngừng, đủ một thành phố người tu luyện. Đồng thời, Lâm Hải Thành vẫn là Côn Lôn hư nổi danh thức ăn ngon chi địa. Mùa này, chính là mùa hải sản, cho nên làm Diệp thần chạy tới Lâm Hải Thành chính là phát hiện bên ngoài vây đầy phần lớn người. Những người này phần lớn là không có cách nào tiến vào Lâm Hải Thành, muốn ở cửa thành bên ngoài thử vận khí một chút. Nếu như có Lâm Hải Thành đại hộ nhân ra cũng hoặc là tông môn đi ra cần người, chính là cơ hội. Diệp thần mới vừa muốn tiến vào, nhưng là nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm không xác định, điện chủ. Giờ khắc này, Diệp thần thân thể cơ hồ cứng ngắc. Cả người nổi da gà. Thậm chí còn có chút lạnh cả người. Thanh âm này quá quen thuộc đến, hồi lâu không có nghe gặp, thay đổi vô cùng xa lạ. Chỉ có Hoa Hạ ám điện đám người kia mới có thể xưng hô mình như vậy. Nhưng là hắn nhớ không có mang ám điện người đi vào à. Diệp thần cứng ngắc xoay người, chính là thấy được cả người trên có chút rách dưới, da đen thui người đàn ông. Nam trên mặt người có chút bẩn, cơ hồ không phân biệt được dung nhan. Nhưng là Diệp thần lại biết người này là ai. Diệp Lăng Thiên, ám điện hộ pháp một trong. Mấu chốt Diệp Lăng Thiên không có ở đây Hoa Hạ. Tại sao lại ở chỗ này à? Không đúng, Diệp Lăng Thiên là chút ít cái biết Côn Lôn hư tồn tại người, ban đầu Diệp thần bị sư phụ mang nhập Côn Lôn hư lịch luyện, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Diệp Lăng Thiên, càng bị Diệp Lăng Thiên thờ phượng là điện chủ. Diệp Lăng Thiên xác định cái bóng người này là điện chủ, kích động đến trình độ cao nhất, thậm chí hốc mắt cũng là ửng đỏ. Một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Thuộc hạ Diệp Lăng Thiên, bái kiến điện chủ. Thanh âm run rẩy, Diệp thần vội vàng từ hỏa vân lộc trên dưới tới, đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên, hắn có chút hoảng như trong mộng, hỏi, Diệp Lăng Thiên, ngươi không phải hẳn ở Hoa Hạ, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Lăng Thiên mới vừa muốn nói chuyện,
cả người liền là té xuống, rơi vào bất tỉnh. Diệp Thần con người có giúp một cái, vậy buông tha đi vào dự định, đem Diệp Lăng Thiên để ở một bên, sau đó chỉ điểm một chút ở Diệp Lăng Thiên ấn đường. Hắn có thể cảm giác được Diệp Lăng Thiên yếu ớt, hắn thậm chí xé ra Diệp Lăng Thiên quần áo, phát hiện đều là vết thương. Rất hiển nhiên, đoạn này thời gian, Diệp Lăng Thiên bị không thuộc về mình đãi ngộ. Loại đau khổ này, cơ hồ là chí mạng. Nếu như không phải là Diệp Lăng Thiên dùng một ít thuật pháp kéo dài tánh mạng, có thể đã sớm chết rồi. Mặc dù không biết Diệp Lăng Thiên chuyện gì xảy ra, càng không biết Diệp Lăng Thiên tại sao tự tiện chủ trương từ Hoa Hạ tùy tiện tiến vào Côn Lôn Hư, nhưng là dưới mắt, hắn thành tựu ám điện điện chủ, tuyệt không thể để cho Diệp Lăng Thiên xảy ra chuyện. Hắn lấy ra một viên đan dược cho Diệp Lăng Thiên ăn vào, đồng thời ngân châm rối rít rơi xuống, một trường vỗ ở Diệp Lăng Thiên ngực, vô tận chân khí cuồn cuộn đi. Chân khí xuyên qua Diệp Lăng Thiên ngũ tạng lục phủ, tựa như suối nước nóng vạch qua. Đối với thương thế có hiệu quả. Cửu Thiên Huyền Dương quyết thành tựu Lâm Thanh Huyền và Y Thần các công pháp, tự nhiên có hắn tính đặc thù. Đặc biệt nhất chính là hắn vừa có thể dùng để võ đạo chiến đấu, cũng có thể y đạo cứu người. Phốc! Đột nhiên, Diệp Lăng Thiên phun ra một hớp máu đen, sắc mặt khôi phục mấy phần. Diệp Thần thấy máu đen, trong lòng càng xác định mấy phần, như vậy máu bầm, rốt cuộc là ai làm sao ngạt độc. Diệp Lăng Thiên tính cách hắn rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không ra tay. Càng sẽ không ở đây cường giả mọc như rừng địa phương không thu liễm. Nước, ta muốn uống nước. Nghe được Diệp Lăng Thiên kêu gọi, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ luân hồi mộ địa lấy ra một chai nước suối, cho Diệp Lăng Thiên ăn vào. Diệp Lăng Thiên bắt nước suối, chính là điên cuồng thu lấy. Ước chừng 5 phút thời gian, Diệp Lăng Thiên mới mở mắt ra. Khi thấy Diệp Thần, vội vàng cưỡng ép ngồi dậy. Điện chủ, ta thật thấy ngươi sao? Đây không phải là mộng đi, vẫn là nói, ta bây giờ đã ở trên đường suối vàng. Diệp Lăng Thiên có chút không rõ, dẫu sao hắn biết tình trạng thân thể của mình, hồi quang phản chiếu thấy điện chủ vậy nói không chừng. Diệp Thần liếc một cái Diệp Lăng Thiên, rút ra một cây ngân châm, ngay tức thì đau đớn lan tràn, Diệp Lăng Thiên diễn cảm dữ tợn, lúc này mới xác định không phải là mộng. Một cái tay bắt được Diệp Thần, kích động nói, điện chủ, cái này thật không là mộng. Quá, quá tốt. Diệp Thần gặp Diệp Lăng Thiên thương thế không ngại, liền hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật tốt Hoa Hạ không ngây ngô, ai bảo ngươi hồi Côn Lôn Hư? Ta nhớ lúc rời đi, để cho ngươi bảo vệ Hạ Nhược Tuyết và tập đoàn Thiên Chính đi. Diệp Lăng Thiên cười khổ một tiếng, giải thích điện chủ, Hoa Hạ bây giờ có Lục Lăng Phong trấn thủ, ám điện thực lực đủ để bảo vệ hết thảy, huống chi Hoa Hạ vị kia nhưng mà một mực chiếu cố ngài hết thảy đâu, làm sao có thể xảy ra chuyện, còn như ta tại sao xuất hiện ở nơi này, thật ra thì có chút tư nhân sự việc xử lý, một tháng trước, Côn Lôn Hư người đến, ta nhận được tin tức, ta phụ thân cưỡi hạc Tây Khứ. Lúc này mới tùy tiện tiến vào Côn Lôn Hư, xin điện chủ không nên trách tội. Diệp Thần khá là áy náy vỗ một cái Diệp Lăng Thiên bả vai, hắn là biết Diệp Lăng Thiên sanh ra ở Côn Lôn Hư, nếu như không phải là bởi vì mình, hắn cũng không khả năng từ Côn Lôn Hư tiến vào Hoa Hạ, bắt đầu xây dựng hắn lực lượng. Người chết không thể sống lại, nén bi thương. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, trong mắt ngược lại là không có quá nhiều bi thương, chỉ còn lại mệt mỏi, điện chủ, ta tiến vào Côn Lôn Hư sau đó, đầu óc mơ hồ. Bởi vì nhiều năm không có bước vào, vốn định đầu dựa vào mấy người bạn, nhưng phát hiện bằng hữu cũng không có ở đây, thậm chí liền gia tộc ta cũng là biến mất, cảnh còn người mất. Ta chạy tới đã từng là gia tộc chi địa, chỉ gặp một phiến đất bằng phẳng, hoàn toàn bối rối, chuyện này chủ yếu cũng là ta, ban đầu thông báo người kia hỏi ta có biết hay không địa phương, ta tự nhiên nói biết. Sau đó, ta đi qua mọi thứ cố gắng và hỏi. Mới biết gia tộc nhiều năm trước đã rời đến Lâm Hải Thành, Lâm Hải Thành bởi vì linh khí và vị trí địa lý, rất nhiều hơn gia tộc đều đưa nơi này thành tựu mới cắm rễ chi địa. Đáng tiếc, ta không có quyền hạn tiến vào, chỉ có thể một mực ở bên ngoài trông nom, hy vọng trong gia tộc có người đi qua, nhưng là cái này một thủ, chính là nhiều ngày, mấy ngày này gặp gỡ, tựa như ác mộng. Diệp Thần bản muốn hỏi cái gì sự việc, nhưng là xem Diệp Lăng Thiên né tránh ánh mắt. Cũng không dự định hỏi nhiều. Có một số việc,
vẫn là phải chờ Diệp Lăng Thiên chủ động tự mình nói. Sau đó, hắn đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên, đi thôi, ta mang ngươi tiến vào Lâm Hải Thành. Diệp Lăng Thiên nghe được câu này, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, điện chủ, cái này Lâm Hải Thành canh phòng xâm nghiêm, không có người ở bên trong hướng dẫn, căn bản không có thể bước vào, cái đó, ta vẫn là ở chỗ này chờ chờ người trong gia tộc đi. Hắn cố nhiên tôn kính Diệp Thần, cũng là biết Diệp Thần mạnh mẽ. Nhưng là nơi đây cũng không phải là Hoa Hạ à, mà là Côn Lôn hư. Nơi này cường giả san sát, Diệp Thần ở Hoa Hạ dòm ngó ngôi báu lực lượng đến nơi này không đáng giá một đề ra à. Hắn không hy vọng Diệp Thần vì hắn mạo hiểm. Huống chi Diệp Thần làm việc phong cách, hắn là biết, một khi và người giữ cửa mâu thuẫn, vậy bạo nóng này tuyệt đối đốt, còn không tại chỗ làm. Diệp Thần đối với Diệp Lăng Thiên có chút không biết làm sao, tên này giàu gì là Nam Giang Vương, ở Hoa Hạ nhưng mà hô phong hoán vũ tồn tại, làm sao đến Côn Lôn hư thì trở nên xúc xúc. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Lăng Thiên ở chỗ này thực lực quả thật không đủ nhìn. Dẫu sao chính là siêu phàm cảnh sơ kỳ. Xem ra là thời điểm cầm ám điện một số mang vào, chỉ có nơi này, mới có thể mạnh mẽ. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, vỗ một cái Diệp Lăng Thiên, nói thẳng, Diệp Lăng Thiên nghe lệnh, bước lên thú cưỡi, theo ta cùng nhau đi vào. Dẫu sao Diệp Lăng Thiên bị thương trên người, lại là hắn huynh đệ, lúc này, tự nhiên muốn cho ra thú cưỡi. Diệp Lăng Thiên nào dám ngồi Diệp Thần Hỏa Vân Lộc à, mới vừa muốn cự tuyệt, một đạo dày vang lên, Diệp Lăng Thiên, người có dám làm nghịch ta ý nghĩa. Diệp Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, do dự mấy giây, vẫn là bước lên Hỏa Vân Lộc. Điện chủ mệnh lệnh hắn vẫn là phải nghe, dẫu sao cái này cũng là vì hắn tốt. Sau đó, Diệp Thần liền dắt Hỏa Vân Lộc, hướng Lâm Hải Thành đi. Như thế xem ra, hắn ngược lại có chút xem người làm, đây cũng là Diệp Lăng Thiên không dám lên Hỏa Vân Lộc nguyên nhân. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành giữ cửa cường giả, hô hấp bình ở. Đứng lại, trình Lâm Hải lệnh, hơn nữa Lâm Hải lệnh chỉ có thể mang một người. Người vi phạm, giết. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên còn chưa đến gần, lời nói lạnh như băng lại truyền tới, chấn động thiên địa. Sát ý 10 phần. Diệp Lăng Thiên quá khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Diệp Thần nhưng là đối với mấy người kia lắc đầu một cái, ta không có Lâm Hải lệnh. Lời nói vừa dứt hạ, một chuôi trường thương nhưng là bắn tới. Còn chưa chạm được Diệp Thần, hắn nhưng là thong thả lấy ra linh một đan tôn cho hắn đan hư tháp chứng nhận ngọc bội. Hư cấp đan sư, Diệp Thần, mấy chữ này, nhìn thấy mà giật mình. Trường thương dừng lại, cái đó giữ cửa người tự nhiên nhận ra ngọc bội. Hư cấp đan sư, Diệp Thần, trên mặt mọi người có chút kinh hoàng, dẫu sao tuổi trẻ như vậy đan sư, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Càng không cần phải nói là hư cấp đan sư. Mọi người cố nhiên hoài nghi, vậy không có lập tức đối với Diệp Thần động thủ. Mà là một cái giữ cửa người vội vàng hướng bên trong đi, hiển nhiên là đi xin phép càng cấp bậc cao tồn tại. Không lâu lắm, một cái áo bảo lam ông già vội vàng đi ra, uy áp hết sức, lại là lớn tiếng nói, vị kia đan sư ở đâu? Nếu như ngụy tạo lệnh bài, đây chính là tội chết. Lời nói còn chưa nói hết, chính là chú ý tới Diệp Thần ngọc bội trong tay, hắn con ngươi xúc tới cực điểm, vội vàng một bước tiến lên, đại nhân. Ngọc bội có thể để cho ta liếc mắt nhìn. Cầm đi là được, Diệp Thần tiện tay ném một cái, đây chính là cầm vậy áo bảo lam ông già sợ gần chết. Làm hắn tiếp lấy, chỉ điểm một chút ở ngọc bội trên, con người đều là kinh hoàng, thậm chí tại chỗ quỳ xuống, phùng thái gặp qua Diệp Đan Tôn. Đan Tôn cái này hai chữ chỉ có thể dùng trong người phần khác xa lại cao quý đan sư trên mình. Mà Diệp Thần, hiển nhiên có cái này tư cách. Liền liền những cái kia giữ cửa người cũng là bối rối, phùng thái tại Lâm Hải Thành nhưng mà chính cống nhân vật lớn, lại là trông coi cửa ra vào yếu viên. Vô số người nịnh hót và lấy lòng tồn tại. Thậm chí phùng thái tự thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn à. Chính là như vậy một vị nhân vật lại hướng một người thanh niên quỳ xuống. Vậy mấy cái giữ cửa người nằm mộng mới tỉnh, rối rít quỳ xuống, cung kính nói ta chờ gặp qua Diệp Đan Tôn. Diệp Thần gật đầu một cái, thu hồi ngọc bội, trực tiếp mang Diệp Lăng Thiên bước vào Lâm Hải Thành. Mà giờ khắc này Diệp Lăng Thiên hoàn toàn hóa đá. Hắn chưa từng nghĩ qua,
điện chủ lại thật có thể mang hắn bước vào Lâm Hải Thành. Càng bị Phùng Thái Thứ đại nhân vật này quỳ xuống gọi đan tôn. Huyết dịch hắn rất nhanh sôi trào. Hắn liền biết không có theo sai người. Tiến vào Lâm Hải Thành sau đó, Diệp Thần chính là hỏi Diệp Lăng Thiên nói, gia tộc ngươi ở nơi nào? Ta trước mang ngươi đi đi. Mặc dù qua Diệp Lăng Thiên phụ thân hạ táng cuộc sống, nhưng là thành tựu nhi tử, vào thành chuyện thứ nhất dĩ nhiên là đi phụ thân trước mộ phần cúi chào. Diệp Lăng Thiên trong lòng có chút cảm kích, mới vừa muốn nói chuyện, một con cuồng bạo linh thú chính là cấp tốc vào tới. Linh thú lên lại là ngồi một cái che mặt thiếu nữ. Thiếu nữ ngồi ở đó linh thú trên mình, hiển nhiên là không có biện pháp thuần phục cái này thú cưỡi, không ngừng vùng vẫy, lại không dám buông tay. Mà sau lưng nàng mấy cái trở lại hư cảnh cường giả chính là vội vội vàng vàng đuổi theo. Tiểu thư chờ một chút, chúng ta tới ngay giúp ngươi. Vậy mấy cái trở lại hư cảnh cường giả muốn bắn tên, săn giết cái này nổi điên yêu thú, nhưng lại sợ làm bị thương thiếu nữ. Mắt xem vậy cuồng bạo linh thú thì phải va chạm đến Diệp Lăng Thiên, Diệp Lăng Thiên dưới người hỏa vân lộc bản năng nâng lên trước mặt hai chân, đem vậy linh thú đá ra ngoài. Nếu như không đá, Diệp Lăng Thiên và hỏa vân lộc tất nhiên bị thương. Hỏa vân lộc nhưng mà linh một đan tôn cho Diệp thần thú cưỡi, làm sao có thể kém. Hai chân dưới, ngọn lửa quấn quanh, cuồng bạo linh thú ngay tức thì bị đập ra ngoài. Liền liền cô gái kia cũng là bởi vì là trọng tâm không vững, hung hãn ngã xuống. Khá là chật vật. Diệp thần từ đầu tới cuối không có ra tay, dẫu sao Diệp Lăng Thiên trên người bị thương, hắn duy nhất có thể làm liền là bảo vệ hắn huynh đệ. Thấy thiếu nữ té xuống, vậy mấy cái trở lại hư cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Vội vàng vọt tới, đem thiếu nữ đỡ lên. Tiểu thư, ngươi không có sao chứ? Ngài nhưng mà kim loại chi dục nghiệt. Cũng không thể bị thương à, nếu không lão gia trách tội xuống, chúng ta có thể không chịu nổi à. Thiếu nữ hiển nhiên có chút tức giận, một cái tránh thoát mấy người tay cút. Từ Trình, Từ Lộ, các ngươi hai cái thật là phế vật. Chẳng lẽ lại không thể hàng phục cái này thú cưỡi sao? Mắng xong hai người, thiếu nữ vừa tức giận nhìn chằm chằm hỏa vân lộc. Ở nàng nhìn lại, mình bị thương, hiển nhiên là bởi vì xúc sinh này. Người đâu? Chém đứt xúc sinh này đá người chân. Cô gái kia ra lệnh, giọng cay nghiệt mà vừa giận. Tiểu thư. Vậy kêu là Từ Trình và Từ Lộ hai vị trở lại hư cảnh cường giả nhất thời rút ra trường đao, mới vừa muốn động thủ, khi thấy hỏa vân lộc Diệp Lăng Thiên, đồng loạt co giúp một cái. Lại là ngươi cái phế vật này, ngươi lại không có chết. Làm sao bị ngươi lẫn vào Lâm Hải Thành, con mẹ nó, thật là cái gì hàng rác rưởi sắc cũng có thể đi vào. Đám kia giữ cửa chó là làm chuyện gì? Nghe được câu này, Diệp thần con người ngay tức thì hiện lên lạnh, rất hiển nhiên, cái này hai người biết Diệp Lăng Thiên. Lại nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, Diệp thần hiển nhiên sau khi phát hiện người trong con người có chút kinh hoàng và sợ hãi. Rất hiển nhiên, Diệp Lăng Thiên từ Hoa Hạ tiến vào Côn Lôn hư sau đó, vậy trên mình nhìn thấy mà giật mình tổn thương nhất định và trước mặt những người này có liên quan. Diệp thần lửa giận trong lòng ngay tức thì bị đốt. Ám điện cố nhiên chẳng qua là Hoa Hạ một chi lực lượng. Không có kéo dài đến Côn Lôn hư. Nhưng có hắn cái này điện chủ ở đây, người bất kỳ muốn động ám điện người, tuyệt không thể nào. Càng không cần phải nói là vào sanh ra tử Diệp Lăng Thiên. Chiến công hiển hách người, há có thể bị xấu hổ. Cái đó gọi Từ Trình trở lại hư cảnh cường giả, cũng không nói nhảm, một đao hướng hỏa vân lộc bổ tới. Mắt xem đao ý sắp rơi xuống, Diệp thần chợt một cước đá ra. Một cước này nhưng mà ngưng tụ trí cường lực, đá tới Từ Trình cổ tay. Trường đao ngay tức thì tránh thoát, một đạo độ cong thoáng qua, trực tiếp xuyên qua cô gái kia cái khăn che mặt biến dạng, thiếu nữ hoa dung thất sắc, lại là đặt mông ngồi dưới đất. Mà Từ Trình thân thể lại là lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Diệp thần có nhiều thú vị nhìn chằm chằm cô gái kia, mặt mũi coi như xinh đẹp, hiện lên một tia đẹp lạnh lùng, nếu như đặt ở Hoa Hạ, tuyệt đối có thể thành là vòng giải trí đang ăn khách hoa đán. Đáng tiếc, Diệp thần thấy qua quá nhiều nghiêng nước nghiêng thành người đẹp, Kỳ Thư Thanh, Ngụy Dĩnh, Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết, thậm chí còn mới vừa phân biệt Lạc Giao, vậy sao người này xinh đẹp, hắn thật không rõ, như vậy dung nhan, còn có cái gì che giấu cần thiết.
tiểu thư, Từ Lộ kịp phản ứng, một mặt lúng túng, dẫu sao hắn đao suýt nữa bị thương thiếu nữ à. Cô gái kia gắt gao nhìn chằm chằm ra tay Diệp Thần cùng với Diệp Lăng Thiên, mặt mũi hàn xương, thanh âm lạnh như băng vang lên, để cho hắn hai người chúng ta quỳ xuống hướng ta nói xin lỗi. Từ Lộ và Từ Trình cùng với sau lưng mấy vị trở lại hư cảnh cường giả rối rít bao vây Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên. Sát ý tràn ngập, tức giận nói, các ngươi hai cái rác rưởi, còn không quỳ xuống nói xin lỗi. Các ngươi không biết mình đắc tội dạng gì tồn tại sao? Phản hư cảnh hơi thở bỗng nhiên phóng thích. Cái đó gọi Từ Trình lại là ở phản hư cảnh đỉnh cấp, nửa bước hư vương cảnh. Uy áp cơ hồ như ác ma chiếm đoạt thế giới. Quá mạnh mẽ. Vốn là bị thương Diệp Lăng Thiên làm sao chịu nổi cường giả loại này uy áp, phun một ngụm máu tươi đi ra, lại là té xuống liền hỏa vân lộc. Sắc mặt trắng bệch. Đây cũng là chênh lệch. Cái này thậm chí để cho Diệp Lăng Thiên nghĩ đến mấy ngày này hành hạ, như mộng nói mớ. Nếu như không có Diệp Thần, nếu như không có ý chí chống đỡ, hắn có thể đã sớm ngã xuống. Diệp Thần vội vàng đỡ Diệp Lăng Thiên, càng làm cho hắn ăn vào một viên đan dược, đồng thời, chân khí vận chuyển đến Diệp Lăng Thiên trong cơ thể. Uy áp ngay tức thì không cách nào tiếp tục tổn thương. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn vậy lạnh như băng con người gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh trở lại hư cảnh cường giả. Muốn hắn nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Căn bản không có thể. Cho dù ở nơi này Lâm Hải Thành hắn cuộc sống không quen, càng không biết trước mặt mấy người thế lực. Nhưng là coi như cái này mấy người là nơi này trời, vậy thì như thế nào? Diệp Lăng Thiên thương thế, hắn còn không có đòi lại, nên nói xin lỗi là đám người này. Con mẹ nó, điếc không được, không muốn tin không tin lão tử chặn tay ngươi chân. Từ Lộ và Từ Trình vô tận uy áp bao phủ đi. Vốn cho là có thể để cho cái này hai người thần phục và quỳ xuống. Nhưng phát hiện căn bản không có thể à. Thậm chí bởi vì uy áp thả quá nhiều, bọn họ trên mình đều là mồ hôi, mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thần như núi bất động, đối với bọn họ mà nói phảng phất là làm nhục. Thiếu nữ ngược lại là không nghĩ tới gặp được hai khối ngu đần không thay đổi đá, đối với Từ Lộ và Từ Trình nói, các người đám phế vật này là chuyện gì xảy ra. Nếu cái này hai cái rác dưới không quỳ, chém đứt bọn họ chân, để cho bọn họ vĩnh viễn quỳ xuống không được sao? Có thể gặp cô gái này có bao nhiêu ngạt độc. Nhưng là, cái này ở Côn Lôn hư tàn khốc trước mặt, đúng là bình thường. Thậm chí bởi vì động tính quá lớn, chung quanh vây quanh không ít người, chỉ chõ chõ. Diệp Thần loáng thoáng nghe được cái gì phương gia, cái gì cao cấp quyền thế. Rất hiển nhiên lai lịch rất lớn. Hai tên xúc sinh, nếu không quỳ, vậy thì con mẹ nó chém đứt các ngươi tay chân. Nhớ vui tử đừng đắc tội người không nên đắc tội. Đao ý ngang dọc, ước chừng sáu đạo hàn quang hướng Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên tới. Quá mức cường thế. Diệp Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác được mình hại điện chủ. Nếu như mình mới vừa rồi ở bên ngoài không cùng điện chủ chào hỏi, cũng không biết đụng gặp bây giờ sự việc à. Nhưng là... bọn họ nên làm cái gì? Hắn lòng như cho tàn vậy nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Nhưng là phát hiện, Diệp Thần cười. Nụ cười là máu và lạnh lùng. Tựa như một con dã thú gặp được con mồi. Thậm chí, trong mắt là đỏ tươi. Đột nhiên, thu liễm nụ cười, Diệp Thần bước ra một bước, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, như ưng vậy. Đồng thời, lạnh vô cùng thanh âm tựa như huyền sấm vang triệt thiên địa. Một hớp một tên phế vật xúc sinh, nếu các ngươi ba mụ không dậy, ta Diệp Thần tới dậy. Toàn quỳ xuống cho ta. Diệp Thần thanh âm chỉ như vậy rơi xuống. Chung quanh yên lặng như tờ, vô cùng yên lặng. Những cái kia người vây xem, thậm chí cảm thấy buồn cười. Đây chính là tại Lâm Hải Thành, lại có người dám để cho người của Từ gia quỳ xuống. Điên rồi phải không? Lại nhìn về phía Diệp Thần khuôn mặt trẻ tuổi. Tất cả mọi người cảm thấy có chút buồn cười. Thật là rốt nát không người tuổi trẻ, sợ rằng lập tức phải chết đi. Cái đó âm độc thiếu nữ khóe miệng nụ cười đặc biệt là thịnh. Nàng ánh mắt cao ngạo, hai tay khoanh ôm ngực, chờ đợi vậy máu tanh hình ảnh. Cùng với cái này hai con kiến hôi quỳ xuống trước người của nàng. Nàng thích loại cảm giác này, có thể kết luận một ít tầng dưới chót nhân vật sống chết. Mà ở nàng trong mắt,
Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên chính là tầng dưới chót khổ khổ dẫy dụa nhóm người kia. Ở quyền lợi và thực lực trước mặt, không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, quỷ dị hình ảnh xuất hiện, kinh bạo mọi người con ngươi. Mắt xem đao ý thì phải rơi xuống, một cổ lực lượng vô hình bỗng nhiên phun trào. Rồi sau đó, 6 cây đao treo ở giữa không trung. Không thể gần thêm nữa chút nào. Giống như, chém vào một bức tường trên. Làm sao có thể? Đây là ra tay mấy người kia phản ứng đầu tiên. Bọn họ xem thấu Diệp Thần tu vi, thánh vương cảnh. Căn bản không có thể ngăn cản bọn họ phản hư cảnh lực lượng. Hơn nữa còn là 6 người. Nhưng là trước mắt lại nên giải thích thế nào? CMN, chuyện gì xảy ra, đao làm sao không nhúc nhích được? Vậy bạo ngược mấy người sát khí và sát ý không có chút nào thu liếm, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, nhưng phát hiện Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, ở bình tĩnh này dưới, lại đưa quả đấm ra. Một tia điện hồ vần quanh, huyết sát phun trào nơi cánh tay. Một quyền vung ra, lấy thịt xương lại muốn dung chuyển bọn họ linh thạch chế tạo đao. Buồn cười, nhưng là bọn họ nụ cười rất nhanh đọng lại. Ken két ca. Gãy lìa không ngừng lọt vào tai. Ai cũng không nghĩ ra, 6 cây đao lại tại chỗ vỡ vụn. Mảnh vỡ lại là đâm vào mấy người thân thể, máu tươi bão tố bắn. Trừ Từ Lộ và Từ Trình, còn dư lại mấy người tại chỗ ngã trên đất. Hoàn toàn chết. Chết dáng vẻ lại là nửa quỳ. Mà Từ Lộ và Từ Trình cũng không chịu nổi à, phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tựa như bị chấn động. Lại là đạp 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 lui về phía sau hết mấy bước. Lại nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng. Bọn họ phát hiện cái này thánh vương cảnh người, lại vẫn là một cái người luyện thể. Nếu không quả đấm tại sao có thể có loại này lực lượng. Quỳ xuống, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc hờ hững, giọng lại là không có bất kỳ nhiệt độ. Hắn đầu thấp, gió lạnh tập kích qua, vạt áo tung bay, tựa như thánh tôn. Từ Lộ và Từ Trình nhìn một cái tiểu thư, sau khi phát hiện người hoàn toàn là sợ rúc lại xó xỉnh, sắc mặt tái nhợt, không dám nói một câu. Sau đó, hai người nhìn nhau, lạnh lùng nói, chúng ta là người của Từ gia, người có biết đắc tội Từ gia là kết quả gì? Ta khuyên ngươi không muốn thật là quá đáng, nếu không, chuyện này ngươi không cách nào thu tràng. Quỳ xuống, Diệp Thần như cũ lặp lại cái này hai chữ, ta không muốn nói lần thứ ba. Còn nữa, bạn ta vết thương trên người là các ngươi gây ra đi. Diệp Thần thanh âm càng ngày càng lạnh, tựa như đến từ cửu u địa ngục, có thể quản người sống chết. Từ Lộ và Từ Trình toàn thân run rẩy, bọn họ mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần một cước đá ở trên mặt đất đao kiếm mảnh vỡ trên. Mảnh vỡ bắn ra, sắc bén lạnh người. Phốc phốc, mảnh vỡ lại trực tiếp xuyên thủng hai người đầu gối. Xương gãy lìa, máu tươi phun ra. Tựa như nước suối. Bọn họ muốn phải đứng, lại không thể không quỳ xuống. Thanh âm thống khổ lại là vang khắp cả con đường. Những cái kia người vây xem, vốn là muốn xem náo nhiệt, giờ phút này nhưng rối rít lui về phía sau. Không dám đến gần Diệp Thần cái này tôn sát thần. Mấu chốt cái này người thanh niên quá lạ mặt, không biết lai lịch à. Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Thần cử động, quả đấm cầm chặt, hắn rất lo lắng điện chủ. Nhưng là nhưng lựa chọn tin tưởng điện chủ. Điện chủ ở Hoa Hạ chưa từng không phải như vậy, càn quét hết thảy. Mỗi một lần nhìn như rơi vào nguy cơ, cuối cùng nhưng là người khác ác mộng. Đây cũng là Hoa Hạ bất bại chiến thần. Hắn càng tin tưởng điện chủ có thể thành là Côn Lôn hư bất bại chiến thần. Diệp Thần đã tới thiếu nữ trước mặt, vậy cảm giác sợ hãi để cho thiếu nữ không cách nào hô hấp. Thủ hạ mình tất cả đều ngã xuống. Nàng có thể có biện pháp gì à? Nàng không dám xem Diệp Thần, lại là cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi phải làm gì? Ngươi không thể động ta, nếu không ta phụ thân sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Đây không phải là uy hiếp. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ra lại nâng lên thiếu nữ cằm. Thiếu nữ vì sao từng nghĩ qua mình sẽ phải chịu như vậy khinh nhờn? Nàng nổi nóng à, hận không được hút Diệp Thần máu. Diệp Thần không ngừng đến gần. Nàng nuốt nước miếng một cái, thậm chí đang suy nghĩ, tên này sẽ không trước mặt nhiều người như vậy vô lễ nàng đi. Điên rồi phải không? Đột nhiên,
Một đạo hàn dứt lời hạ, ta để cho các ngươi tất cả mọi người quỳ xuống, người điếc không được, là tất cả mọi người. Nghe được câu này, thiếu nữ vậy xinh đẹp con ngươi trợn to. Nàng không dám tin tưởng, cái này người thanh niên lại để cho cao cao tại thượng nàng quỳ xuống. Lâm Hải Thành nhiều ít ngày mới đệ tử, không khỏi quỳ mọp ở dưới gấu quần của nàng, càng đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhưng là cái này người thanh niên lại để cho nàng quỳ xuống. Ngươi có biết ta? Bót! Diệp Thần một cái tát tiện tay quăng ra, cố nhiên không có dùng quá nhiều lực lượng, cũng là để cho thiếu nữ ném xuống đất. Gương mặt sưng đỏ. Máu đỏ trưởng ấn tựa như cầm đi thiếu nữ che mắc cỡ vải. Thiếu nữ bối rối. Mọi người càng bối rối. Thậm chí xem Diệp Thần ánh mắt vậy biến hóa. Toàn bộ Lâm Hải Thành dám phiến người thiếu nữ này có mấy người. Diệp Thần đi tới thiếu nữ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, gần từng chữ, một tát này, là vì bạn ta. Còn nữa, ngươi còn thiếu bạn ta một câu áy náy. Ngươi có thể bảo vệ ngươi tôn nghiêm, lựa chọn không nói xin lỗi, mà ta cũng có thể dùng ta thủ đoạn, kết thúc ngươi sinh mạng. Diệp Thần không phải là không thương Hương Tiếc Ngọc. Đối với loại này cao ngạo thêm ác độc thiếu nữ, nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu phụ mẫu không dạy, vậy hắn Diệp Thần tự mình dạy. Thiếu nữ hoàn toàn hoảng hồn, nàng thậm chí không dám xem Diệp Thần, che sưng đỏ gương mặt. Nàng tin Diệp Thần mà nói, cái này người điên thật dám giết nàng. Nàng không dám đánh cuộc à. Do dự hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bị thương Diệp Lăng Thiên. Nàng nhận ra cái này có chút bẩn thỉu người đàn ông. Mấy ngày trước, tại Lâm Hải cửa thành, nàng đại biểu Từ gia đi tuyển mấy cái nô lệ, bởi vì đám người đè ép. Người đàn ông này nhích tới gần mấy phần. Nàng không thích người đàn ông này mùi trên người, nàng thậm chí cảm thấy người đàn ông này đang khinh nhờn nàng, liền để cho Từ Trình và Từ Lộ dẫn đi giải quyết và hành hạ. Vốn là dự định ném thi nhập biển, lại không nghĩ rằng người đàn ông này không có chết. Lại có thể mang một tôn ác ma trở về. Cái này người đàn ông là tới báo thù. Nàng cầm chặt quả đấm, đầu ngón tay cũng lâm vào trong thịt. Cố gắng biệt xuất mấy chữ thật xin lỗi. Diệp Thần thần sắc từ đầu đến cuối không có thay đổi, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, ngươi hài lòng không? Diệp Lăng Thiên nào dám nói không hài lòng à, hắn cảm giác sự việc đã hoàn toàn mất đi khống chế. Nếu như lại không rời đi, người của Từ gia tới, vậy vô cùng hậu hoạn à. Điện chủ cố nhiên cường thế, nhưng là đây là Lâm Hải Thành à. Hắn phải lập tức mang điện chủ đi tìm gia tộc, chỉ có gia tộc mới có thể che chở mấy phần à. Điện chủ, ta hài lòng, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Diệp Lăng Thiên thúc giục. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn không có ra tay giết cô gái này, hắn có thể cảm giác được chỗ tối có một đạo lực lượng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Chém chết một ít tiểu rồi, cái này lực lượng có thể sẽ không ra tay. Nếu như chém chết thiếu nữ này, sợ rằng tên kia liền đi ra. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào trên người của cô gái, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi có thể lựa chọn tới báo thù ta. Nhớ, ta kêu Diệp Thần, nhưng là lần kế, ta sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội, thậm chí còn sau lưng ngươi gia tộc ta cũng biết nhổ tận gốc. Thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không dám nói lời nào. Nàng thậm chí đem trong lòng ngút trời tức giận và giết Diệp Thần quyết tâm cưỡng ép ẩn núp. Nàng muốn cái này kêu Diệp Thần thanh niên chết. Bất kỳ đắc tội nàng người đều phải chết. Sống hành hạ đến chết. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái chung quanh, trong lòng có chút bất an, liền đối với Diệp Thần nói, điện chủ, đi thôi. Được. Diệp Thần cũng không nói nhảm, đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên liền Hỏa Vân Lộc, dắt Hỏa Vân Lộc liền dự định rời đi. Ngay tại muốn xuyên qua đám người đang lúc, một đạo uy nghiêm mười phần dày tiếng ầm ầm rơi xuống. Đứng lại. Sau đó, Diệp Thần chính là thấy mấy chục người mặc khôi giáp cường giả xuất hiện ở chung quanh, phong tỏa hết thảy tuyến đường. Đồng thời, một người cao đến gần 2 mét, bắp thịt có bào trà cảm giác người đàn ông từ trong đám người đi ra. Người đàn ông người mặc màu đỏ mở khôi giáp, tay cầm kim văn kiếm rộng, quanh thân từ mang nhỏ gió. Hùng hậu khí thế hưu hưu tới. Hai cánh tay vô cùng to, chừng Diệp Thần gấp đôi hơn, bước chân vững vô cùng, cảm giác uy áp tấn công tới, cho người một loại cảm giác bị áp bách.
để cho người ta cảm giác giống như đối mặt là một đầu chiến tranh máy móc. Cả người lộ ra một cổ tỷ nghĩa thiên hạ hơi thở bá đạo. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể tiên máu sôi trào. Đột nhiên xuất hiện này người đàn ông, để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Người này tuyệt không phải giống vậy người tu luyện, mà là một cái người luyện thể, đích thực thân xác phách thể người. Lâm Hải Thành bên trong, không cho phép đấu nhau, các ngươi có thể biết hậu quả. To lớn người đàn ông lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng quét một quyền, cực kỳ uy nghiêm. Những cái kia đám người vây xem lại là kêu lên, ai báo tin. Lại cầm Lâm Hải Thành cục trừng phạt Hạng Anh Kiệt cho mang theo. Hạng Anh Kiệt nhưng mà bị Lâm Hải Thành dự là võ đạo sư tử cuồng à. Thủ đoạn tàn bạo, không người nào có thể ngăn cản. Đại đa số người tại Lâm Hải Thành không dám gây chuyện chính là bởi vì Hạng Anh Kiệt xử sự phong cách à. Cục trừng phạt cũng không phải là đùa giỡn, tại Lâm Hải Thành liền là chân chánh quy tắc người điều khiển à. Mà Hạng Anh Kiệt cái này ba chữ, chính là cục trừng phạt đảm nhận. Bây giờ Hạng Anh Kiệt xuất hiện ở nơi này, thằng nhóc kia chết chắc. Nghe nói Hạng Anh Kiệt mấy chục năm trước chính là linh phú bảng thứ nhất, nếu như không phải là căn cốt vượt qua hạn chế, phỏng đoán bây giờ linh phú bảng thứ nhất thì không phải là vậy Kỳ Tư Thanh. Bất quá Hạng Anh Kiệt theo đuổi cũng không phải là cái gì linh phú bảng, hắn theo đuổi chỉ sợ là Côn Lôn hư chân chính thực lực bảng danh sách Thương Khung bảng. Thương Khung bảng chỉ có số người 1000, lấy dòm ngó ngôi báu Côn Lôn hư thiên làm hạn định. Cơ hồ chiêu mộ Côn Lôn hư chân chính cao cấp cường giả. Có chút phản hư cảnh đỉnh cấp thực lực cũng không lên được, chỉ có hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh các loại cường giả mới có tư cách. Mà đây Hạng Anh Kiệt nhưng lấy căn cốt 37 tuổi, bước lên Thương Khung bảng thứ 912 tên à. Có thể gặp khủng bố, mấu chốt hắn là lấy luyện thể bước lên à. Sợ rằng ở Côn Lôn hư, không mấy người ở căn cốt 40 trước, có thể cùng Hạng Anh Kiệt hợp lại thiên phú đi, vậy Kỳ Tư Thanh mặc dù có thể có thực lực tiến vào Thương Khung bảng. Nhưng là nàng thật giống như chỉ lo tu luyện, không có chém chết hoặc là đánh bại Thương Khung bảng cao thủ. Không đúng, còn có một người tuyệt đối không thua Hạng Anh Kiệt, đừng quên vậy ngang trời xuất thế Diệp Thí Thiên. Nghe nói người này thiên phú vô cùng có thể vượt qua Kỳ Tư Thanh, thậm chí còn có thực lực chiến Thương Khung bảng người. Tựa hồ vậy Diệp Thí Thiên căn cốt liền 30 cũng không đến đi, đây mới thật sự là khủng bố. Người nói bậy gì đấy, vậy Diệp Thí Thiên vẫn là truyền thuyết. Có mấy người gặp qua. Ta có thể nghe nói Diệp Thí Thiên thực lực chợt cao chợt thấp, chờ chân chính đấu qua mới biết. Tính không nói, bị Hạng Anh Kiệt nghe được nhất định phải chết. Đám người dần dần an tĩnh lại. Diệp Thần nghe bên tai đám người thanh âm, con người nhíu chặt. Linh Phú bảng hắn là biết, nhưng là Thương Khung bảng nhưng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, này bảng liền hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh. Thậm chí còn đế tôn cảnh cũng bao gồm, mình so sánh mà nói, còn kém quá nhiều. Ngay tại Diệp Thần hoảng hốt lúc đó, cái đó bị thương thiếu nữ nhưng là trong mắt tỏa sáng tân sinh. Một bước bước ra, khoác lên Hạng Anh Kiệt cánh tay. Anh Kiệt ca, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Có người không chỉ giết ta tùy tùng, thậm chí còn trưởng quạc tiểu nữ, càng tuyên bố muốn tiêu diệt ta từ gia. Hu hu hu. Hạng Anh Kiệt trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua thiếu nữ, nhướng mày một cái, Nhã Hân, mặt ngươi. Hắn tự nhiên thấy được từ Nhã Hân trên mặt sưng đỏ. Mặc dù hắn và từ gia quan hệ vậy, nhưng là nói thế nào đi nữa, đây chính là hắn dưới chân. Lại có người ngông cuồng như vậy. Hắn theo từ Nhã Hân ánh mắt, thẳng tắp bắn về phía dắt hỏa vân lộc Diệp Thần. Trong mắt sát ý dữ tợn. Mới vừa mới động thủ nhưng mà ngươi. Diệp Thần không sợ hãi chút nào gật đầu. Đạt được câu trả lời, Hạng Anh Kiệt một bước bước ra, trong tay kiếm rộng lại là cắm ở trên mặt đất, to gan. Không chỉ tại Lâm Hải Thành đấu nhau, thậm chí còn dám giết người. Người có biết là tội gì? Ở ta cục trừng phạt trước mặt, liền là tội chết. Đôi câu quát ra, Hạng Anh Kiệt vô tận lực xuyên thấu đi. Hơi thở tựa như lợi kiếm xuyên thấu thân thể. Hỏa vân lộc trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Cố nhiên là linh thú, nó cũng chỉ là một đầu xúc sinh à. Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, biết rõ hơi thở này đáng sợ, thời gian đầu tiên đem tất cả lực lượng hội tụ ở Diệp Lăng Thiên trên mình. Diệp Lăng Thiên không thể bị thương nữa, nếu không hẳn phải chết.
mà Diệp Thần lại không có đảm nhiệm hào chuẩn bị, muốn gọi ra tiểu hoàng vậy không còn kịp rồi. Tại chỗ một hớp đỏ bừng máu tươi phun ra, trong mắt hắn máu đỏ, thân thể xương cốt lại truyền tới chấn động tiếng. Diệp Thần trong lòng tức giận, ngẩng đầu lên, không để ý thương thế, gằn từng chữ, CMN. Người mẹ hắn biết rõ chuyện trải qua sao, người khác nói cái gì chính là cái đó, cái gì chó má cục trừng phạt. Đám người yên tĩnh, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại vẫn dám nói ra loại này lời lừa dối. Đây là không muốn sống nữa sao? Hạng Anh Kiệt trong mắt cũng là thoáng qua một tia âm lãnh, mặc dù không biết, ở mình dưới khí thế, tại sao không có chấn vỡ hai người này ngũ tạng lục phủ, nhưng là hắn cũng không để ý, trong tay là kiếm rộng rút ra. Như vậy lời lừa dối, hôm nay ta liền đại biểu trời đạo trừng trị ngươi cái này con kiến hôi. Từ Nhã Hân thấy Diệp Thần lại như vậy tự tìm cái chết, cười nhạt liền liền, ước gì Diệp Thần lập tức chết. Ở nàng nhìn lại, cái này rốt nát thanh niên đắc tội Hạng Anh Kiệt, liền là tội chết. Mà Diệp Thần tự nhiên không sợ, hắn trong lòng tức giận cuồng bạo, coi như không địch lại cái này Hạng Anh Kiệt, thì như thế nào? Hắn đã trao đổi luân hồi mộ địa Mạc Ngưng Nhi. Một tôn đại năng chẳng lẽ còn không đủ tư cách sao? Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một cái áo bảo lam ông già vội vàng đi vào, lại là chắn Diệp Thần trước người. Chính là cửa ra vào kiểm tra Diệp Thần đan hư tháp ngọc bội Phùng Thái. Phùng Thái đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Hạng Anh Kiệt, chắp tay nói, Hạng đại nhân, có thể hay không xem ở Phùng Thái mặt mũi, thả qua vị này. Diệp tiên sinh, hắn vốn muốn nói ra đan sư hai chữ, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần loại cấp bậc này đan sư nhưng mà bí mật, không được khoe khoang. Nếu như khoe khoang, thế lực khác tới nịnh hót Diệp Thần. Vậy hắn Phùng gia liền không có cơ hội. Hạng Anh Kiệt kiếm rộng treo ở giữa không trung, con người cổ quái. Diệp tiên sinh, Phùng Thái như thân phận này, lại gọi một người thanh niên là tiên sinh. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Chẳng lẽ thằng nhóc này có chút lai lịch? Liền liền Từ Nhã Hân cũng là diễn cảm khó khăn xem đến mức tận cùng. Vốn cho là Diệp Thần phải chết, bây giờ nhìn lại căn bản không có thể, CMN. Phùng Thái gặp Hạng Anh Kiệt không có thu kiếm, liền tiếp tục nói, Hạng đại nhân, còn như cục trừng phạt nơi đó, ta sẽ đi và mấy vị kia nói, cái này Diệp tiên sinh là ta Phùng gia mời tới quý khách, xin đại nhân cho mấy phần mặt mũi, Diệp tiên sinh lần đầu tiên tới, không hiểu nơi này quy củ, chậm chút ta sẽ nói với hắn. Hạng Anh Kiệt do dự mấy giây, vẫn là thu tay về ở giữa kiếm. Phùng lão mặt mũi, ta tự nhiên cấp cho. Nhưng là nếu như lần sau lại để cho ta thấy thằng nhóc này dám tại Lâm Hải Thành động thủ, ta ổn thỏa trận chu diệt, không có bất kỳ do dự. Người Phùng ra vậy nghỉ muốn ngăn trở. Đi. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là uy hiếp. Vậy ánh mắt lạnh như băng tựa như ngọn lửa mưu toan cháy Diệp Thần. Mà Diệp Thần không có bất kỳ né tránh, trong mắt tràn đầy lửa giận, lại là hồi kính nói, nếu như không phải là Phùng Thái cứu ngươi, người Hạng Anh Kiệt có lẽ chính là một cổ thi thể. Cố nhiên bây giờ Hạng Anh Kiệt cường thế vô cùng, lại là cao cao tại thượng tồn tại. Hắn Diệp Thần nếu như tu luyện nữa mấy phần, không dựa vào luân hồi mộ địa, như thường có thể đánh một trận. Mối thù này, hắn Diệp Thần sẽ gắt gao nhớ. Đáng tiếc Hạng Anh Kiệt đã mang binh rời đi, Từ Nhã Hân rất sợ Diệp Thần trả thù, vội vàng đi theo lên. Phùng Thái nhưng mà sợ một đầu mồ hôi à. Xoay người, vội vàng nói, Diệp tiên sinh. Người sợ rằng là lần thứ nhất tới Lâm Hải Thành đi, cái này Hạng Anh Kiệt tại Lâm Hải Thành nhưng mà lai lịch không nhỏ, thực lực cực kỳ cường hãn, theo, đã từng một quyền đánh bể một vị hư vương cảnh cường giả. Cố nhiên là sơ kỳ, hắn luyện thể uy danh cũng là ở Côn Lôn hư truyền tới. Huống chi, hắn còn bước lên thương khung bảng, ngài loại này văn nhân còn chưa muốn cùng loại này võ phu mâu thuẫn cho thỏa đáng. Rất hiển nhiên, ở Phùng Thái trong mắt, luyện đan là văn. Võ đạo là võ. Không thể một đề ra. Nếu quả thật đánh, Hạng Anh Kiệt có thể chỉ một cái là có thể phế Diệp Thần à. Diệp Thần cũng không nói nhảm, gật đầu một cái, cũng coi là cảm ơn Phùng Thái tốt bụng. Phùng Thái con ngươi một chuyển, nghĩ tới điều gì, liền nói, Diệp tiên sinh, bây giờ sắc trời đã chậm, các ngươi hai vị hẳn chưa ăn cơm chứ, không biết Phùng nào đó có thể hay không mời hai vị đi trong phủ tụ họp một chút.
Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến Diệp Lăng Thiên thương thế cùng với gia tộc hắn sự việc, phiền toái Phùng Thái không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Huống chi Hỏa Vân Lộc bị thương, cần nghỉ ngơi mấy phần, không cách nào lập tức đi đường. Vì vậy, hắn chắp tay nói, vậy thì phiền toái Phùng lão. Không phiền toái không phiền toái, Diệp tiên sinh có thể đi trong phủ, đơn giản là để cho trong phủ nhà nghèo thêm rực rỡ à. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đi tới Phùng Thái chỗ ở Phùng Phủ. Là một tòa tứ hợp viện, rừng trúc và sơn thủy vần quanh, rất có ý cảnh. Phùng Thái đầu tiên là an bài Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần đi tắm, lại là đổi lại cả người quần áo. Cũng coi là hóa giải người đi đường mệt mỏi. Sau đó, ba người đi thẳng tới nhà ăn, một người một tiệc, vô số món ngon đặt ở bàn dài trên, còn có người đẹp rót rượu bầu bạn. Chỉ bất quá Phùng Thái gặp người đẹp không cách nào dao động cái này hai người, chính là phất tay một cái, để cho người làm rời đi. Một phen sau khi cơm nước no nê, Phùng Thái liền dẫn đầu mở miệng trước, đúng rồi Diệp tiên sinh, ngài nhưng mà hư cấp đan sư, vì sao đột nhiên tới Hải Thành, gần đây nơi này thật giống như cũng không có cái gì luyện đan thi đấu chuyện à. Diệp Thần tự nhiên sẽ không nói ra tìm Mạc gia sự việc, mà là nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, mở miệng nói. Nói đến có thể còn phải làm phiền Phùng lão, ta vị bằng hữu này phụ thân qua đời, lần này trở về chính là xử lý phụ thân hậu sự, nhưng mà bởi vì nhiều năm trước rời nhà, không biết gia tộc đã sớm rời đến Lâm Hải Thành. Bây giờ cố nhiên đã bước vào Lâm Hải Thành, nhưng là không biết cụ thể gia tộc ở địa phương nào. Phùng lão ngay tức thì rõ ràng, hỏi Diệp Lăng Thiên mấy vấn đề, uống một ly rượu, lại để cho người làm cầm tới một bản sách, lật xem mấy tờ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có nhiều thú vị nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Ta biết đại khái ở nơi nào, thành nam mấy tháng trước vừa vặn có một vị họ Diệp gia chủ qua đời, cách nơi này không xa. Chẳng qua là... Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, hỏi, chỉ là cái gì, Phùng lão cứ nói đừng ngại. Phùng lão buông xuống sách, liền tiếp tục nói, chẳng qua là gia tộc này ra một ít chuyện tình, thật giống như... Vị kia chết đi gia chủ đến nay không có hạ táng, hài cốt chưa lạnh à. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên nghe được câu này, diễn cảm ngay tức thì dữ tợn. Cũng đã lâu, lại còn không có hạ táng. Chẳng lẽ muốn để cho người chết không cách nào yên nghỉ sao? Ở Côn Lôn Hư có quy định, bình thường 7 ngày bên trong phải để cho tiên nhân xuống mộ, là mộ. Tình huống đặc biệt, trong vòng 15 ngày vậy phải xuống mộ. Nhưng là khoảng cách Diệp Lăng Thiên phụ thân chết đi, đã tốt mấy tháng. Đây gọi là chuyện gì à? Đám kia gia tộc người đều là làm ăn cái gì không biết. Diệp Lăng Thiên trong mắt thả ra một đạo hàn quang, buông xuống ly rượu, nghiêm túc nói, Phùng lão, kết quả là bởi vì nguyên nhân gì, người có biết? Phùng lão sờ một cái râu lắc đầu một cái, chuyện này dẫu sao là người khác chuyện riêng, ta không có quyền biết rõ, bất quá theo ta đoán. Cái này hẳn và phân tài sản có chút liên lạc. Chết đi vị kia gia chủ tại Lâm Hải Thành coi như có chút danh tiếng, thực lực tuy không mạnh, nhưng là có lời đồn đãi nói ý hắn bên ngoài thu được cái gì dị bảo, chính là cái này dị bảo để cho bọn họ có năng lực rời vào tới nơi này. Cụ thể là cái gì, Phùng nào đó vậy không biết, nếu không ta phái người đi hỏi một chút. Diệp Thần nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, có thể cảm giác đến hắn lòng như lửa đốt, liền đứng lên. Nói, Phùng lão, không cần, vừa vặn chúng ta muốn đi một chuyến, chuyện này, chúng ta có thể tự giải quyết, xin Phùng lão cầm cụ thể địa chỉ nói cho chúng ta. Phùng lão trong lòng có chút tiếc nuối, mặc dù muốn để lại hai người, nhưng là hắn cũng biết Diệp Lăng Thiên chuyện này không thể lại kéo, liền đem một bản Lâm Hải Thành bản đồ đưa cho Diệp Thần, hơn nữa ở phía trên làm ký hiệu. Diệp Thần nhận lấy bản đồ, tự nhiên cũng không thể chiếm tiện nghi người khác. Chính là đưa ra một viên đan dược. Viên thuốc này tên là Tịnh Hoàn Linh Đan. Phẩm cấp cực kỳ tốt, chỉ có hư cấp đan sư mới có thể luyện chế. Phùng lão, lần đầu gặp mặt, vật này liền làm lễ ra mắt, xin hãy nhận lấy. Phùng lão nhìn đan dược này, hô hấp dồn dập, trong mắt đỏ thẫm, hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là khá là ra mặt dày nhận. Cự tuyệt loại đan dược này, chỉ sợ là kẻ ngu đi. Diệp tiên sinh, ta cũng không làm cái gì, điều này thật sự là để cho ta đỏ mặt à, bất quá Diệp tiên sinh yên tâm, ta tại Lâm Hải Thành coi như có chút địa vị,
nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giúp Diệp tiên sinh giải quyết. Diệp thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, mang hỏa vân lộc chính là hướng bên ngoài đi. Còn chưa đi mấy bước, Phùng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở, Diệp tiên sinh, hôm nay cô gái kia Tử Nhã Hân cùng với Hạng Anh Kiệt, còn xin lưu ý mấy phần, cái này hai người cũng khó đối phó, nhất là vậy Tử Nhã Hân, tại Lâm Hải Thành là nổi danh ác độc, Từ Gia đáp lời cũng là kiêu căng thói quen, sợ rằng chuyện hôm nay nàng sẽ đối với ngài tiến hành trả thù à. Diệp thần không nói gì, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Lâm Hải Thành Từ Gia, nếu quả thật muốn động mình, vậy thì quái không được hắn. Diệp Thí Thiên tên chữ thật lâu không có sử dụng, cũng nên lau đi một ít tìm chết đồ. Cùng lúc đó, Lâm Hải Thành Từ Gia, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Ánh đèn lờ mờ hết sức lạnh như băng và là máu. Trên đất càng là có một bãi màu đỏ máu tươi, và hai cây lạnh như băng đầu lâu. Chính là Từ Trình và Từ Lộ. Hai người không có bảo vệ tốt tiểu thư, liền là tội chết. Huống chi đã trải qua tổn thương, cố nhiên phản hư cảnh đỉnh cấp, cũng là không có giá trị lợi dụng. Cao đường trên, ngồi mấy cái ông già cùng với một cái cả người cẩm y người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đang là Từ Gia gia chủ đương thời, Từ Chí Thắng. Hư vương cảnh tầng thứ tư, thương khung bảng thứ 899 tên. Mà ngoài ra mấy vị ông già, cũng là Từ Gia trọng yếu người. Trong đó có một vị ông già lại là đạo nguyên cảnh ba tầng. Tên Từ Chấn Sơn, thương khung bảng thứ 651 tên. Cả người tản ra kinh khủng hơi thở. Hắn cao đường dưới, chính là và Diệp thần xung đột thiếu nữ Từ Nhã Hân. Thời khắc này Từ Nhã Hân trên mặt đang đắp trước một phiến màu bạc lá cây. Lá cây chất lỏng rơi vào sưng đỏ trên gương mặt, lập tức biến mất không thiếu. Cố nhiên như vậy, vậy màu đỏ trưởng ấn vẫn còn đang. Ba, nếu như vậy Diệp thần không chết, ta liền một ngày không ăn cái gì. Thằng nhóc kia không chỉ khinh nhờn ta, lại là tuyên bố phải đem ta Từ Gia nhổ tận gốc. Từ Nhã Hân vẻ mặt đưa đám nói. Bót, Từ Chí Thắng nắm trong tay hai cái linh thạch ầm ầm nổ tung, một cổ vô hình đợt khí đụng mở. Cách đó không xa lấy huyền thạch chế tạo bàn cũng là vỡ vụn mấy phần. Ta Từ Gia tại Lâm Hải Thành tuy không tính là gia tộc cao cấp, nhưng cũng không phải cái gì con mèo, con chó có thể động. Không nghĩ tới, lại có xúc sinh dám động ta Từ Chí Thắng nữ nhi. Nhã Hân, người yên tâm, coi như vậy Diệp thần đứng sau lưng Phùng gia, ta cũng định đem người này tru diệt. Phế bỏ tay chân, chặt đứt đầu lâu, tru diệt cửu tộc. Lời nói rơi xuống. Một người làm vội vàng chạy vào, nhìn phòng khách đè nén bầu không khí, trực tiếp quỳ xuống. Từ Chí Thắng con người hiện lên lạnh ý, mở miệng nói, sao sao, để cho ngươi điều tra thằng nhóc kia thân phận như thế nào. Mặc dù hắn Từ Gia không sợ Phùng Gia, nhưng là Phùng Thái như vậy thận trọng phục vụ, tất nhiên có lý do, cho nên hắn trước sai người đi điều tra Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên thân phận. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đây cũng là hắn Từ Gia cường thịnh một trong những nguyên nhân. Cái đó người làm gật đầu một cái, vội vàng nói, khải bẩm gia chủ, vậy Diệp thần thân phận tra được, người này đến từ Hoa Hạ, sau lưng tông môn là Y Thần Môn. Nghe được Hoa Hạ và Y Thần Môn cái này hai chữ, Từ Nhã Hân mắng, làm sao có thể. Tiểu xúc sinh này lại đến từ Hoa Hạ loại này cấp thấp chi địa. Chỗ đó là liền linh khí cũng không có bao nhiêu phế, không thể nào ra đời cường giả loại này. Còn nữa, người mới vừa nói y thần môn không phải Côn Lôn hư y đạo tông môn sao? Đã sớm biến mất đi, tại sao lại nhô ra? Từ Chí Thắng cũng là gật đầu một cái, giống nhau nghi ngờ. Người Hoa ở hắn trong mắt, cũng là một đám không cách nào tu luyện con kiến hôi. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay xóa đi. Còn như vậy phiến đất đai, ở bọn họ Côn Lôn hư người tu luyện trong mắt, chính là phế không thể nghi ngờ. Y thần môn càng không cần phải nói, rác dưới không thể lại rác dưới tông môn. Nhưng là loại này phế làm sao có thể ra đời có thể để cho những cái kia trở lại hư cảnh cường giả quỳ xuống người. Vậy người làm liền vội vàng lắc đầu, như trống lắc vậy. Gia chủ, tiểu thư, các người có chỗ không biết, vậy Diệp thần vốn là người người kêu đánh phế vật, nhưng là mấy ngày trước, Kính Thủy Tiên sinh cử hành Côn Lôn hư tông môn thiên tài cuộc chiến, quảng trường thiên tuyệt trên.
vậy Diệp Thần lại ngang trời xuất thế, lực áp rất nhiều thiên tài. Nghe nói còn giết Thanh Loan Tông trưởng lão, lại là đắc tội Kính Thủy Tiên Sinh, để cho Kính Thủy Tiên Sinh tức giận, nếu như không phải là Đan Hư Tháp Lạc Gia người bảo vệ Diệp Thần, phỏng đoán hắn đã sớm chết rồi. Mặc dù truyền thuyết này thật giả không biết, nhưng là thằng nhóc kia thực lực khẳng định còn có một chút, chẳng qua là trong tính cách quá mức cuồng ngông, vẫn cùng Kính Thủy Tiên Sinh ước định 2 tháng sau cuộc chiến sinh tử. Cặn kẽ tin tức, tiểu nhân thì không rõ lắm, Kính Thủy Tiên Sinh hạ chỉ phong tỏa tin tức. Từ Chí Thắng và Từ Nhã Hân nghe được Diệp Thần và Kính Thủy Tiên Sinh ước định cuộc chiến sinh tử, khó hiểu buồn cười. Kính Thủy Tiên Sinh là thân phận bực nào? Lại là thương khung bảng trước 500 tồn tại, cụ thể hạng không biết, nhưng là tuyệt không phải Diệp Thần có thể dung chuyển. Loại rác dưới này sợ rằng là muốn mượn Kính Thủy Tiên Sinh xông ra một tên phim tiếng đi. Chỉ tiếc đã chọn sai người, phỏng đoán 2 tháng sau đó, chính là hắn ngày rỗ. Từ Nhã Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ nói, tiểu xúc sinh này bên người cái đó gọi hoa tử đâu. Vậy người làm tiếp tục nói, cái đó gọi hoa tử thân phận tốt hơn cha, và chúng ta còn có chút quan hệ, hắn tên là Diệp Lăng Thiên, là thành nam người của Diệp gia, chỉ bất quá rời khỏi gia tộc nhiều năm, giống như cũng là đi hoa hạ, thật không hiểu nổi tên này đi như vậy linh khí mệt mỏi phế làm gì, lần này trở về, chỉ sợ là vì cha sự việc. Nhưng là có chúng ta những gia tộc này khống trước, hắn phụ thân quan tài cũng còn không có vào đất. Nghe xong hết thảy tin tức. Từ Chí Thắng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, lẩm bẩm nói, nguyên lai là tên kia nhi tử, hừ. Tên kia mạnh miệng, không chịu tiết lộ vật kia tung tích, còn muốn xuống mồ, đừng hòng. Hắn nhìn về phía nữ nhi, nói, Nhã Hân, ngươi hy vọng cái này hai người trả giá nào. Ba ba cũng đáp ứng ngươi. Từ Nhã Hân quyền cầm chặt ba, ta muốn bọn họ quỳ xuống ta trước người, ta tự tay chém hết tay chân của bọn họ và đầu lâu cho chó ăn. Giờ khắc này, nàng mặt xinh đẹp kia bàng tràn đầy ác độc ý. Từ Chí Thắng gật đầu một cái, được, là cha thỏa mãn ngươi. Bất quá ở giết bọn họ trước, cũng nên để cho bọn họ xem ta từ ra lực lượng. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên rất nhanh chính là chạy tới thành Nam một nơi trang viện. Chỉ riêng từ bên ngoài lập mặt tới xem, thậm chí so Phùng Phủ còn khí phái hơn rất nhiều hơn. Liền liền Diệp Lăng Thiên cũng có chút không phản ứng kịp. Hắn năm đó rời khỏi gia tộc thời điểm, gia tộc mặc dù không coi là suy bại, nhưng cũng chỉ là giống vậy gia tộc nhỏ. Nào có khí phái như thế? Nếu như không phải là tổ tiên dùng nghịch thiên thuật pháp cùng với giá thật lớn coi là đến điện chủ quật khởi, hắn cũng không khả năng rời đi Côn Lôn Hư, đi hoa hạ. Điện chủ, Phùng lão nói ta phụ thân lấy được dị bảo, chẳng lẽ gia tộc hết thảy các thứ này đều là vậy dị bảo tới? Diệp Lăng Thiên hiếu kỳ nói. Diệp Thần vỗ vỗ Diệp Lăng Thiên bả vai, nhàn nhạt nói, ngươi lên Hỏa Vân Lộc, đây là gia tộc ngươi, rời đi nhiều năm như vậy, ngươi cũng phải dáng vẻ long trọng trở về. Hôm nay ở trước mặt người ngoài, ta liền làm ngươi người làm, cho ngươi tranh điểm mặt mũi. Diệp Lăng Thiên nào dám để cho điện chủ lập tức người à, sợ lắc đầu liên tục điện chủ không thể à. Ngươi ta bây giờ nhưng có tôn ti phân chia, nếu như bị ám điện người biết, ta mặt mũi này còn đi cầm đặt à. Diệp Thần chân khí dạo dực, trực tiếp để cho Diệp Lăng Thiên lên Hỏa Vân Lộc, vô hình uy áp trói buộc Diệp Lăng Thiên, để cho hắn suy nghĩ một chút vậy không xuống được. Diệp Lăng Thiên, không muốn ở ta trước mặt dùng cái gì tôn quý phân chia từ ngữ, ta Diệp Thần cho tới nay không có đem ngươi lập tức người, mà là huynh đệ. Huynh đệ về nhà, ta tự nhiên muốn biểu thị mấy phần. Diệp Lăng Thiên nghe được câu này, trong mắt ửng đỏ, quả đấm cầm chặt. Cũng như này điện chủ, hắn tất thể chết theo. Diệp Thần dắt Hỏa Vân Lộc ở phía trước dẫn đường, rất nhanh chính là đi tới cửa Diệp gia. Có hai cái thánh vương cảnh cường giả bảo vệ. Người nào? Trường thương chỉ một cái, giữ cửa người cực kỳ cảnh giác. Diệp Lăng Thiên mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần chính là một bước ra. Chẳng lẽ liền thiếu gia các ngươi Diệp Lăng Thiên cũng không nhận ra? Còn không quỳ xuống nghênh đón. Diệp Thần vô tận uy áp phóng thích. Trên người hắn dính không biết máu của bao nhiêu người, phóng thích uy áp, đó là kinh khủng dường nào à? Vậy mấy cái giữ cửa người hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Đồng loạt quỳ xuống. Một cái trong đó giữ cửa người hiển nhiên nhận ra Diệp Lăng Thiên, kinh hô thiếu gia,
ngài. Ngài rốt cuộc trở về. Diệp Lăng Thiên xuống Hỏa Vân Lộc, gật đầu một cái, gia tộc rốt cuộc phát sinh cái gì, tại sao ta nghe nói phụ thân quan tài còn không có xuống mồ. Cái đó giữ cửa người nghe được vấn đề này, ngay tức thì sắc mặt tái nhợt, không biết nên nói cái gì. Thiếu gia, chuyện này khó mà nói. Diệp Thần nhìn một cái này giữ cửa người do dự dự dáng vẻ, liền cảm giác được không đúng, cho Diệp Lăng Thiên khiến cho một cái ánh mắt, chính là cùng nhau hướng phòng khách đi. Làm Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên tới đến đại sảnh, bước chân hoàn toàn giật mình. Một tôn quan tài chỉ như vậy yên lặng rơi vào phòng khách. Mấu chốt quan tài trên vẫn còn có vô số đạo vết kiếm. Hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Người mất ở bất kỳ một người nào địa phương, cũng hẳn bị tôn trọng và kính. Nhưng là ở chỗ này nhưng là bị đối đãi như vậy. Diệp Lăng Thiên thân thể run rẩy, sau đó chợt đi tới quan tài trước mặt, hơi vén lên, khi thấy bên trong hết thảy. Trực tiếp quỳ xuống quan tài trước, kiềm chế thật lâu tâm trạng và nước mắt hoàn toàn bùng nổ. 3. Lăng Thiên bất hiếu. Bình bịch bịch. Một cái tiếp theo một cái dập đầu. Cực kỳ có lực. Trán ngay tức thì máu đỏ. Diệp Thần không có ngăn cản, làm Diệp Lăng Thiên vén lên quan tài, hắn đã chú ý tới cha tình huống. Vết thương chồng chất, vết thương nhìn thấy mà giật mình, thậm chí có thể nói không hoàn chỉnh. Và Diệp Lăng Thiên hiểu tin tức hoàn toàn khác nhau. Chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết hắn trong lòng tâm trạng đi. Hoặc giả là động tĩnh quá lớn, phòng khách phía sau đi tới hai người. Một cách đại khái 40-50 tuổi cô gái, mặt mũi có chút cay nghiệt, có chút tu luyện căn cơ, nhìn như coi như trẻ tuổi. Bên cạnh cô gái lại là đứng một người thanh niên, và Diệp Lăng Thiên ngũ quan có mấy phần tương tự, hẳn là huynh đệ một loại. Thanh niên tu vi nhưng là so Diệp Lăng Thiên cao hơn không ít, hẳn ở Thánh Vương cảnh tầng 7 tầng 8. Làm cô gái thấy Diệp Lăng Thiên, hiển nhiên nhận ra đối phương, hơi kinh ngạc, sau đó nhưng là cười lạnh nói, người cái này nhiệt tử còn dám trở về. Diệp Lăng Thiên nước mắt ngừng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cô gái, ta phụ thân tại sao phải chết? Còn có qua lâu như thế thời gian, vì sao còn không xuống mồ? Ta phụ thân đối với ngươi không tệ, ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không làm? Hắn thanh âm lộ ra một chút tức giận, người phụ nữ này là hắn phụ thân tái giá người. Vốn nên kêu một tiếng nhị mụ, nhưng là Diệp Lăng Thiên nhưng không gọi ra miệng. Người phụ nữ này đã từng đối với hắn như thế nào, hắn liền không so đo. Mà bây giờ, phụ thân như vậy cảnh ngộ, lại vẫn chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn làm sao có thể không giận? Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, người đây là thái độ gì, ta giàu gì coi như là ngươi trưởng bối. Ta làm gì, liên quan ngươi à? Ngươi không phải đi hoàn thành tổ tiên ước nguyện sao, lại thế nào là loại này thực lực? Còn đi cái gì chó má hoa hạ, người kia tìm được. Sau đó, người phụ nữ cũng là chú ý tới Diệp Thần, chất vấn, thằng nhóc này là ai? Ai cho phép ngươi cầm người ngoài mang vào? Diệp Lăng Thiên gặp đối phương thái độ như thế, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần chính là trước tiên trước một bước, ngươi như lại như thế đối với thiếu gia nói chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Người phụ nữ kia nghe được thiếu gia hai chữ, khinh thường diễn cảm càng rõ ràng, Diệp Lăng Thiên, ngươi ngược lại là tiền đồ, đi chuyến hoa hạ, ngược lại là mang về một con chó. Nói xong, người phụ nữ nhìn về phía Diệp Thần, hùng hổ dọa người nói, lão nương đang nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi cái cẩu nô tài chen miệng vào, còn không quỳ xuống. Diệp Lăng Thiên sắc mặt đại biến. Điện chủ ý tốt hắn tâm lĩnh. Nhưng là hắn quyết không cho phép người bất kỳ làm nhục điện chủ à. Khâu Uyển Quân, người mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Hắn một trưởng vỗ trên đất, kinh khí trực tiếp để cho thân thể đứng lên, sau đó, chợt một cái tát lên liền đi ra. Hung hãn phiến ở người phụ nữ trên mặt. Người phụ nữ nhận ra được không đúng, coi như né tránh, vẫn bị phiến đến, lại là lảo đảo té trên đất. Rất là chật vật. Nàng xem hướng mình nhi tử. Tức giận nói, Lăng Vân, người thành tựu gia chủ đương thời, chẳng lẽ không quản? Diệp Lăng Vân trên mặt kiêu ngạo 10 phần, trực tiếp lớn tiếng nói, người đâu, cầm hai xúc sinh này, đuổi ra khỏi Diệp gia. Diệp Lăng Thiên trợn to mắt mâu, nhìn trước mặt cái này hoàn toàn không chính chắn em trai cùng cha khác mẹ giật mình. Hắn lại là hiện tại gia chủ.
Năm đó Diệp Lăng Thiên lúc rời đi, hắn phụ thân đã từng nói, bất kể như thế nào, người gia chủ này vị chỉ biết để lại cho hắn. Chỉ vì là hắn rời đi Diệp gia đi tìm Diệp thần, hoàn toàn là vì Diệp gia khí vận à. Phụ thân không thể nào vi phạm cái này lời hứa. Rất hiển nhiên, hắn rời đi mấy ngày này, xảy ra rất nhiều chuyện. Bao gồm phụ thân chết, thậm chí còn cái này trước gia chủ rời đi. Theo Diệp Lăng Vân giày dưới, phòng khách ngay tức thì tràn vào mười mấy cường giả. Thánh vương cảnh đến phản hư cảnh không các loại, sát khí vần quanh. Diệp Lăng Vân có nhiều thú vị rút ra một cái ghế ngồi xuống, để cho người làm bưng một ly trà cho hắn. Đồng thời, hai chân lại là đặt ở quan tài một góc. Vô cùng miệt thị. Diệp Lăng Thiên hoàn toàn nổi giận, mới vừa muốn động thủ, Diệp Lăng Vân nhưng là nói, ngươi không ở gia tộc hồi lâu, có ba sự kiện ngươi hẳn không biết. Thứ nhất, đúng như ta mẫu thân theo như lời, hiện ở gia tộc do ta nắm giữ, ngươi cũng đừng nghĩ tranh với ta đoạt quyền lực, ngươi không có tư cách. Thứ hai, ngươi đã bị gia tộc đuổi ra khỏi gia phả, từ đây không còn là người gia tộc. Ta khuyên ngươi sớm một chút cút, xem ngươi loại này mấy năm không trở lại nghịch tử, chỉ biết là Diệp gia sỉ nhục. Thứ ba, lão này thi thể, không cần phải chôn, món đồ kia không tìm được, những người đó không cho phép hạ táng. Lão này khi còn sống sống chết không chịu nói ra vật kia tung tích, làm hại chúng ta thiếu chút nữa bị những người đó bức tử. Thật mẹ hắn đến chết cũng không để cho người đỡ lo, sớm mẹ hắn đáng chết. Nghe được thứ lời này, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hoàn toàn nổi giận. Cái này còn là người à? Diệp Lăng Thiên bước ra một bước, trực tiếp đem Diệp Lăng Vân chân đẩy ra, sau đó gần từng chữ, Diệp Lăng Vân, hắn chẳng lẽ không phải là người phụ thân sao? Ngươi như vậy muốn gặp bị thiên lôi đánh à? Diệp Lăng Vân gặp một tên phế vật cũng dám đẩy mình, có chút nổi nóng, trực tiếp hạ lệnh, cầm cái này hai tên cắt đứt tay chân ném ra. Gia chủ. Ngay tức thì mười mấy đạo thân ảnh hướng Diệp Lăng Thiên đi. Diệp thần nhưng là đi tới Diệp Lăng Thiên trước mặt, vỗ vỗ bả vai, an ủi, và loại người này, không cần phải nói nhảm, giết là được. Một giây kế tiếp, Diệp thần giết hại bùng nổ. Cánh tay duỗi một cái, một đạo lôi điện ngay tức thì cầm ở trong tay. Sau đó, thân thể hoa quây tàn ảnh, chợt xông ra ngoài. Ánh sáng vần quanh, phốc phốc phốc, một quyền tiếp theo một quyền đánh vào những thân ảnh kia trên. Những thứ này thánh vương cảnh và phản hư cảnh trước trung kỳ một số người, Diệp thần đủ để nghiền ép. Thậm chí liền kiếm cũng không nên động. Một quyền tiếp theo một quyền, toàn bộ xuyên thủng. Máu tươi tiệm nhiễm. 5 giây không tới, một phiến rên rỉ, toàn bộ ném xuống đất. Hoặc là chết, hoặc là tàn. Một màn này, để cho Diệp Lăng Vân và mẹ hoàn toàn không phản ứng kịp. Diệp Lăng Thiên thực lực hắn là biết, nhưng là tay này hạ vậy là cái gì quỷ? Cái này mẹ hắn vẫn là người làm. Hung tàn như vậy người làm. CMN. Còn không có chờ Diệp Lăng Vân kịp phản ứng, Diệp thần liền là xuất hiện ở hắn bên người, một cước bước ra. Luyện thể lực và thần lôi lực ầm ầm bùng nổ. Làm sao ngăn trở? Diệp Lăng Vân ngay tức thì ngã xuống đất, cường đại đợt khí thậm chí xông lên chặn hắn xương sườn. Hắn trong miệng từng ngụm khạc ra máu tươi, khó chịu đến mức tận cùng. Diệp Lăng Vân mẹ kinh hô thành tiếng, mới vừa muốn động thủ, Diệp Lăng Thiên tay đã giữ lại nàng cổ. Rắc rắc một tiếng, trực tiếp gãy lìa, trong mắt trợn to. Nàng căn bản không nghĩ tới chết sẽ đến nhanh như vậy. Diệp thần nhìn một cái tròng mắt đỏ thấm Diệp Lăng Thiên, biết tên này hoàn toàn là tức giận mất đi tâm trí, nhàn nhạt nói, tên kia hẳn biết cái gì, hỏi hỏi rõ đi, bá phụ chết từ thương thế đi lên xem, không đơn giản, chờ làm rõ ràng ngọn nguồn, hôm nay liền đem bá phụ gió náo nhiệt quang hạ táng đi. Diệp Lăng Thiên tỉnh hồn lại, nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó một cước rậm ở Diệp Lăng Vân năm ngón tay trên. Ken két ca. Một đoạn đạp gãy. Diệp Lăng Vân, ta rời đi sau đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta phụ thân kết quả là chết như thế nào? Nói, nếu như ngươi dám nói một câu nói láo. Diệp Lăng Thiên lại là đạp gãy Diệp Lăng Vân mấy ngón tay. Người sau kêu lên cơ hồ như tiếng kêu như giết heo. Không muốn, không muốn, ta nói, ta cái gì đều nói. Diệp Lăng Vân bản thân cũng không sao lá gan và huyết tính,
trực tiếp cầu xin tha thứ. Đại ca, ngươi là đại ca ta, dù sao cũng không nên giết ta. Phụ thân mấy năm trước lên núi, ngoài ý muốn phát hiện một nơi tạm thời mở ra bí cảnh. Lấy được rất nhiều thứ, trong đó có một kiện dị bảo. Diệp Lăng Thiên con ngươi đông lại một cái gì dị bảo? Diệp Lăng Vân lắc đầu một cái, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, phụ thân từ chưa nói với người ngoài, hắn chẳng qua là đem một ít bên trong lấy được đan dược và linh thạch phân cho chúng ta, còn như vậy dị bảo ngậm miệng không đề ra. Ta lúc ấy từ tò mò, thừa dịp phụ thân không có ở đây, len lén chạy tới phụ thân gian phòng, phát hiện một cái ước chừng 2 mét phong cách cổ xưa hộp. Ta mở ra hộp nhưng phát hiện bên trong là một cái tản ra cuồng bạo sát khí và ma khí cổ quái trường thương. Ta càng không nghĩ tới, hộp mở ra, Diệp ra phía trên bầu trời nhưng là xuất hiện dị tượng, hình như là một cái tới từ địa ngục ma long, cực kỳ dọa người. Cái này dị tượng kinh động toàn bộ Lâm Hải Thành, sau đó Lâm Hải Thành vô số cao thủ hướng bên này tới. Sau đó phụ thân cũng là phát hiện, đem ta đẩy ra, hốt hoảng mang hộp rời khỏi gia tộc, dòng dã biến mất 3 ngày. 3 ngày sau chờ hắn trở về, những người đó cũng đã ở gia tộc chờ hắn. Phụ thân thật giống như đã sớm biết những chuyện này, hắn và những người đó nói mấy câu, liền rời đi. Lại là mấy ngày sau, phụ thân mới trở về, chẳng qua là lần này trở về, là một cái quan tài à. Ta thật cùng phụ thân chết không có nửa điểm quan hệ. Nghe xong Diệp Lăng Thiên tức giận không dứt, một quyền đập vào Diệp Lăng Vân trên mặt. Mặt ngay tức thì bị đánh biến hình thành vặn vẹo, máu tươi chảy ròng. Ngươi tên súc sinh này, súc sinh. Ngươi tại sao phải hại chết phụ thân? Một quyền tiếp theo một quyền, Diệp Lăng Thiên phát tiết tức giận trong lòng. Mà một bên Diệp Thần nhưng là con ngươi híp lại, suy tính hết thảy, rất rõ ràng, Diệp Lăng Thiên phụ thân quả thật lấy được một kiện bảo bối. Có thể đưa tới dị tượng như thế, phẩm cấp tuyệt đối không kém gì hắn Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Hơn nữa còn là một cán mang cuồng ngạo thuộc tính trường thương. Đây đối với những cường giả kia mà nói. Đơn giản là cao nhất bảo bối. Mắt xem Diệp Lăng Thiên thì phải cầm đối phương đánh chết, Diệp Thần trực tiếp ngăn cản, sau đó hỏi, trả lời nữa 2 vấn đề, ta liền thả ngươi, thứ nhất, vậy bảo vật cuối cùng rơi vào trên tay người nào? Thứ hai, người miệng trong những người đó rốt cuộc là ai? Diệp Lăng Vân tựa như bắt cuối cùng một cây rơm dạ, phun ra mấy búng máu, tiếp tục nói, phụ thân mang về thứ khác, tất cả đều bị mang đi, duy chỉ có vậy bảo vật. Không có ai biết đi nơi nào, vì thế, gia tộc chúng ta tất cả mọi người đều bị thẩm vấn qua. Còn như là những người nào, các người biết cũng không dám làm gì. Từ gia, Tư Đồ gia, thậm chí còn cục trừng phạt hạng đại nhân. Nghe được mấy chữ này, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên nhìn nhau, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt ý. Không phải oan gia không gặp gỡ. Từ gia và hạng anh kiệt lại có thể vậy dính dấp đi vào. Bảo vật chỉ có một. Như thế nhiều thế lực cướp một cái. Còn có vậy hạng anh kiệt rõ ràng dùng là kiếm, muốn cái này cổ thương làm gì? Diệp Thần nhíu mày nói. Diệp Lăng Vân hiển nhiên biết cái gì, vội vàng nói cái này tại Lâm Hải Thành không phải bí mật gì. Lâm Hải Thành Mạc gia tuyệt thế luyện thể thiên tài Mạc Thừa Đồng cần một cái thương loại vũ khí. Những gia tộc này không phải là vì lấy lòng Mạc gia. Tốt lắm, ta đã nói tất cả, là không phải có thể thả ta rời đi. Diệp Thần nghe được Mạc gia, hơi ngẩn ra. Lần này hắn tới Hải Thành chính là vì Mạc gia, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên tiếp xúc lại là chuyện này. Nhiều như vậy gia tộc lấy lòng Mạc gia, cái này Mạc gia thượng cổ nội tình còn không có tiêu tán à? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười đối với Diệp Lăng Vân nói, ta tự nhiên giữ lời hứa, chắc chắn sẽ không giết ngươi, nhưng là... Lăng Thiên, ngươi có thể giết. Diệp Lăng Vân con ngươi trợn to, tức giận khạc ra một ngụm máu tươi. Lật lọng, đây cũng quá mẹ hắn hèn hạ đi. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Lăng Thiên một quyền kình khí nhốn nháo, chợt nện xuống, trực tiếp nện xuống. Vô tận chân khí tàn phá, Diệp Lăng Vân chết, thậm chí liền hoàn chỉnh thân thể cũng không có. Nhìn chung quanh đều là thi thể, Diệp Lăng Thiên vô lực ngồi dưới đất, dựa lưng vào sau lưng có chút đổ nát quan tài. Tiên máu và nước mắt nước nhiễm cặp mắt đỏ lên. Hắn là hoa hạ ám điện hộ pháp, uy phong bát diện, nhưng thủy chung là một cái thiết huyết người đàn ông. Ở phụ thân trong mắt, lại là một cái đứa nhỏ.
hắn rõ ràng phụ thân biến mất 3 ngày, ẩn giấu vậy bảo vật tất nhiên có duyên phận do. Phụ thân trở về, cũng có nguyên do, đó chính là trên bả vai trách nhiệm. Hắn nguyện ý dùng mạng mình đổi Diệp ra tất cả mọi người bình an, lại không nghĩ rằng, hắn cứu những người này, để cho hắn hải cốt chưa lạnh. Đau lòng, nhân tình ấm lạnh, cái nhà này, bây giờ đối với Diệp Lăng Thiên là xa lạ, huyết dịch tiệm nhiễm thì như thế nào? Duy chỉ có cái quan tài này ở giữa người đàn ông, là hắn trong cuộc đời tôn kính nhất người đàn ông. Người đàn ông này nói cho hắn phải gánh vác, nói cho gia tộc hắn sứ mạng, hắn lúc này mới rời đi Côn Lôn Hư, đi tìm điện chủ. Phụ thân nói qua, gia tộc khí vận đã hết, chỉ có tìm được điện chủ, mới có thể lên như diều gặp gió. Phượng Hoàng niết, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, phụ thân cũng biết mình kết quả, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thản nhiên tiếp nhận. Số mệnh, luân hồi, đã là như vậy. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có tiếp tục tiến về trước, hoàn thành gia tộc sứ mạng, bảo vệ điện chủ. Đi theo điện chủ. 10 phút sau đó, Diệp Thần vỗ một cái Diệp Lăng Thiên bả vai, nói, Lăng Thiên, đỡ lên quan tài, chúng ta đem bá phụ xuống mổ đi, khi còn sống không cách nào hưởng thụ an ninh, sau khi chết cũng nên nhập thiên đường, đúng không? Từ Phùng Lão trên bản đồ tới xem, Lâm Hải Thành có một tòa phúc trạch nghĩa địa. Có thể để cho người mất ở phía dưới khỏi bị thống khổ, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Thiên đứng lên, trịnh trọng gật đầu một cái, con người kiên định, một cái tay trực tiếp đem quan tài vác trên bờ vai. Loại này sức nặng đối với người tu luyện mà nói không tính là cái gì. Diệp Thần và vác quan tài Diệp Lăng Thiên hướng bên ngoài đi, rời đi Diệp ra, mới vừa dự định chạy tới phúc trạch nghĩa địa, chính là phát hiện có 3 vị ông già chặn lại đường đi của bọn họ. 3 người đều là ở hư vương cảnh trên. Hơi thở cực kỳ khủng bố. Trên 2 người treo ngọc bội. Ngọc bội trên phân biệt có khắc mấy chữ. Từ gia, Tư Đồ gia. Khác trên người một người mặc dù không có ngọc bội, nhưng là mặc trên người trước khôi giáp. Và hạng anh kiệt có chút tương tự. Tất nhiên đến từ cái gì Côn Lôn Hư cục trừng phạt. Cái này 3 người thân phận và Diệp Lăng Vân trước người nói những người đó, giống nhau như đúc. Điện chủ, chấm, Diệp Lăng Thiên con người có chút do dự, dự định buông xuống quan tài. Hắn sở dĩ do dự là bởi vì là Côn Lôn Hư có quy củ, một khi quan tài vác trên vai, chuẩn bị xuống mổ, liền không cho phép nửa đường buông xuống. Nếu không đối với người mất không tuân theo. Phụ thân hắn đã chịu đủ rồi, nếu như lại buông xuống, vậy thật quá không công bình. Diệp Thần con người rửng rưng, không có bất cứ ba động gì, nói, Lăng Thiên. Người lui về phía sau. Đoạn đường này, người không cần ra tay, người phải làm chính là vác ở người phụ thân quan tài, không bao giờ rơi xuống đất. Đây là người bây giờ duy nhất có thể làm. Nhưng mà những người này, chấm, Diệp Lăng Thiên có chút do dự, hắn không muốn cho điện chủ thêm phiền toái. Diệp Thần ngắt lời nói, không cần nhưng mà, ta sẽ dùng hành động chứng minh, người phụ thân lựa chọn là chính xác, hắn sinh một cái tốt nhi tử. Dứt lời, Diệp Thần chính là hướng 3 vị hư vương cảnh cường giả đi tới. Bóng người tịch mịch, Tư Đồ gia trưởng lão nghe Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên trao đổi, khịt mũi coi thường, dẫn đầu mở miệng trước, các ngươi chẳng lẽ không biết trong quan tài thi thể, không có chúng ta cho phép không thể xuống mổ sao? Vẫn là nói, người muốn khiêu chiến chúng ta 3 gia tộc danh giới cuối cùng. Người mặc khôi giáp cục trừng phạt ông già cũng là nói, và cái này 2 người không cần phải nói nhảm. Chính là Thánh Vương cảnh, trực tiếp xóa đi. Gia chủ nhưng mà đang thúc giục chúng ta điều tra vậy vũ khí tung tích, nếu như lại không có được tin tức, sợ là chúng ta đầu lâu cũng phải rơi xuống đất. Từ gia trưởng lão nghe được câu này, nhưng là cười nói, nhà ta lão gia lên tiếng, vậy vũ khí tranh thủ, ta từ gia có thể thối lui ra, nhưng là cái này 2 người, đắc tội nhà ta tiểu thư, phải dự định tay chân để cho ta tiểu thư xử trí. 2 cái này tiện mệnh. Cho ai giết không phải giết, nếu tiểu thư nhà ngươi muốn, ta liền động thủ nhẹ một ít, miễn được trực tiếp thịt xương nổ tung. Ha ha! Đám người một hồi cười ầm lên, ở bọn họ trong mắt, tựa như bất chi bất giác đã xử lý 2 người này vận mệnh. Bọn họ có cái quyền lợi này. Dẫu sao bọn họ nhưng mà hư vương cảnh, ở bọn họ trong mắt Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên chính là rác dưới. Phế vật! Có thể đùa bỡn con kiến hôi! Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là vô cùng rửng rưng,
trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Chỉ bất quá Trảm Long Vấn Thiên Kiếm biến hóa mấy phần, dẫu sao kiếm này thông linh, thay đổi hình dáng ngược lại không phải là quá khó khăn. Liền người chết vậy không buông tha, có thể hay không quá mức. Hôm nay, ta không muốn lại giết người, các ngươi rời đi, ta làm cái gì cũng không có xảy ra. Ta chỉ muốn yên lặng đưa xong người chết đoạn đường cuối cùng đường. Diệp Thần giọng bình thản, tựa như nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường tình. Ngắn ngủi yên tĩnh, vậy ba vị ông già nhưng là cười dữ tợn. Liền liền biết Diệp Thần thực lực từ ra ông già cũng là diễn cảm cổ quái. Bọn họ ba người cũng không phải là cái gì phản hư cảnh thực lực à. Mà là hư vương cảnh à. Cho dù hư vương cảnh giai đoạn trước, nhưng người mẹ hắn biểu hiện cũng quá bình tĩnh đi. Thậm chí trong giọng nói ý nghĩa hình như là, thả qua bọn họ. Buồn cười. Vô cùng buồn cười. Tư đồ trưởng lão lại là bước ra một bước, một bãi nước miếng khạc ra, cười nói, ý ngươi, nếu như chúng ta không rời đi, chúng ta ba người đều phải chết. Đúng, Diệp Thần gật đầu. Tư đồ trưởng lão nụ cười lộ vẻ được càng phát ra thú vị, nhưng là, rất nhanh, nụ cười đọng lại. Sát ý lạnh như băng phóng thích. Hư vương cảnh cường giả hơi thở, như núi cao vậy đè xuống. Sau đó, trong tay hắn sử dụng một thanh kiếm. Thanh kiếm này bỗng nhiên mở rộng, kiếm ý hư ảnh bao phủ. Tuyệt phẩm kiếm. Một kiếm ra, hư vương cảnh dưới, chỉ có chết. Càng không cần phải nói thánh vương cảnh rác rưởi. Từ gia trưởng lão nhướng mày một cái, không phải nói xong, cầm cái này hai người cho từ gia, vì sao cái này tư đồ gia trưởng lão lại động sát chiêu. Đây chính là đối mặt một tên tiểu tử à. Diệp Thần căn bản không có thể tiếp một kiếm này, thậm chí có thể tại chỗ hóa là xương máu. Nhóc rác rưởi, ngươi không phải nói muốn giết chúng ta sao? Ngươi ngược lại là tiếp một kiếm này thử một chút, xem kiếm ngươi có thể hay không tiếp lấy. Ha ha! Chết đồ trưởng lão gương mặt là dữ tợn, thậm chí hung ác. Làm kiếm ý hướng Diệp Thần chiếm đoạt lúc đó, nhưng gặp, Diệp Thần hai tròng mắt dừng lại, đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm cắm trên mặt đất. Rồi sau đó, nhàn nhạt nói, ngươi không xứng ta dùng kiếm. Ở mọi người ánh mắt khinh thường hạ, Diệp Thần một bước ra, một quyền đập ra. Một quyền này không có bất kỳ chân khí, vô cùng thuần túy, dựa vào sao. Sau đó, quát lên, cho ta bể. Mọi người hoàn toàn bị dọa. Dùng quả đấm vác kiếm. Toàn bộ Lâm Hải Thành, trừ luyện thể cường giả, bước vào thương khung bảng hạng anh kiệt cùng với Mạc gia vị kia trở ra, không người dám làm như vậy. Huống chi tu luyện chí thánh vương cảnh tiểu tử. Nhưng mà, ở mọi người nghi ngờ, điên cuồng, khinh thường thời điểm, Diệp Thần quả đấm đã đập vào kiếm ý trên. Không có xương máu, không có thống khổ, mà là ken két ca. Tư đồ trưởng lão kiếm lại thật chặn. Vô cùng rõ ràng. Cái này còn không kết thúc, sau đó, Diệp Thần đón kiếm ý và trở ngại, trực tiếp xông phá. Cuối cùng, quả đấm đập về phía tư đồ trưởng lão ngực. Mơ hồ bây giờ có cái này một đầu huyết long ngậm thần lôi lao ra. Lần này, Diệp Thần muốn phải thử một chút luyện thể lực, cộng thêm máu lực rồng, cùng với thần lôi, kết quả có thể bùng nổ như thế nào lực lượng. Một quyền này, bao gồm trước hắn ngút trời tức giận. Tư đồ trưởng lão con ngươi trợn to, hắn không dám tin tưởng. Làm sao đi tin tưởng một quyền này là một cái thánh vương cảnh tiểu tử trên mình bùng nổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vậy thần lôi và huyết long bóng dáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Diệp Thí Thiên. Không đúng, Diệp Thí Thiên là người tu luyện, mà người trước mặt rõ ràng cho thấy người luyện thể. Cái này, kết quả nên giải thích như thế nào? Giờ phút này, cực điểm. Tư đồ trưởng lão trong đầu tràn đầy rất nhiều ý tưởng. Hắn có thể cảm giác được quả đấm này lực lượng. Nếu như hắn toàn bộ chống được, tất nhiên trọng thương. Mấu chốt quả đấm này mang theo huyết long và sấm sét ý, chân thực quá cuồng bạo. Nhưng là bây giờ hắn vũ khí đã vỡ. Nếu như lại sử dụng vũ khí, căn bản không còn kịp rồi. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể quả đấm cầm chặt, chân khí cuộn sạch mở. Hai đạo lực lượng bỗng nhiên đụng vào nhau. Tiếng nổ chấn động thiên địa. Mặt đất hướng bốn phương tám hướng nứt ra, một đạo đường rãnh thật sâu hắc bỗng nhiên tạo thành.
cuồn cuộn bụi đất cuốn lên đợt khí điên cuồng nổ tung. Tất cả mọi người đều không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cục trừng phạt khôi giáp ông già cùng với Từ gia ông già đều là ngừng thở, trông mong ngóng trông. Bọn họ đang đợi, chờ đợi một cái kết quả. Ta làm sao cảm giác có cái gì không đúng à? Từ gia ông già mở miệng nói. Lời nói vừa dứt, một đạo tê tâm liệt phế hống tiếng vang lên. Bụi đất tiêu tán, nhưng là thấy một đạo thân ảnh hung hãn ngã tới đây. Chính là Tư Đồ trưởng lão. Để cho người kinh ngạc chính là, giờ phút này Tư Đồ trưởng lão một cánh tay đã gãy lìa, trên người áo khoác đều là máu tươi. Gãy lìa thương thế thậm chí lan tràn đến ngực. Nhìn thấy mà giật mình à. Đụng, tay cụt Tư Đồ trưởng lão hung hãn đập xuống đất, một cái hố sâu to lớn dược nhiên mà thành. Nhưng là cái này xa xa không có kết thúc. Hai người cảm giác có một cái bóng đen vạch qua, chính là thấy Diệp Thần xuất hiện ở Tư Đồ trưởng lão trước mặt, cả người tràn đầy sát khí, tựa như ma sát. Tiểu súc sinh, ngươi lại. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần năm ngón tay một bản, nguyên bản cắm trên mặt đất Trảm Long Vấn Thiên Kiếm ở trên trời một chuyển, thuận thế bay đến Diệp Thần trên tay. Diệp Thần nắm chặt Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, con người lóe lên điên cuồng và giết hại. Không muốn. Tư Đồ trưởng lão hoàn toàn luống cuống, mấu chốt hắn có thể cảm nhận được thằng nhóc này chân chân thiết thiết muốn giết người. Không để ý bất cứ giá nào. Dù là hắn muốn vận dụng lá bài tẩy, thằng nhóc này cũng không cho hắn cái quyền lợi này à. Hắn nói còn chưa nói lối ra, tràn đầy sấm sét Trảm Long Vấn Thiên Kiếm chính là một kiếm rơi xuống, tựa như biến dạng không khí. Rồi sau đó, xuyên thấu hắn thân thể. Phốc phốc, long ngâm cuồng bạo, chém chết hết thảy. Ở Tư Đồ trưởng lão kinh hoàng thêm sợ hãi trong mắt bên trong, ngay tức thì hóa là một đạo xương máu, lúc này chết. Hắn chưa từng nghĩ qua, mình sẽ chết ở hắn cho là con kiến hôi trên tay. Mấu chốt vẫn là một quyền phá kiếm, một quyền chém chết. Thủ đoạn như vậy, toàn bộ Côn Lôn hư có mấy người. Hắn nhưng mà hư vương cảnh à. Coi như thằng nhóc này luyện thể song tu, vậy chưa đến nỗi như thế khoa trương à. Thậm chí trước khi chết, hắn còn chưa hiểu Diệp Thần thân phận. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ không ra tay. Đáng tiếc hết thảy tỉnh ngộ quá muộn. Gió lạnh xào xạc, chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Vác quan tài Diệp Lăng Thiên thân thể có chút run rẩy, hắn biết điện chủ rất mạnh, nhưng không biết có thể nghiền ép như vậy một cái hư vương cảnh cường giả à. Điện chủ rời đi Hoa Hạ mấy ngày nay, rốt cuộc trải qua cái gì? Phải nói kinh ngạc hơn không ai bằng còn dư lại hai ông cụ. Bọn họ đối với thực lực nắm trong tay cùng rõ ràng xa cao hơn Diệp Lăng Thiên. Chỉ ít, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần hiện đang xuất thủ lực lượng, lại đạt tới hư vương cảnh. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt à? Vượt cấp chém chết, ở Côn Lôn hư rất bình thường. Nhưng là thằng nhóc này con mẹ nó càng cấp mấy à? Cục trừng phạt khôi giáp ông già con ngươi híp lại, chế trụ nội tâm kinh hãi, mở miệng nói, thằng nhóc này có chút cổ quái, sử dụng chân khí đồng thời, lại vẫn có thể vận chuyển luyện thể lực, toàn bộ Côn Lôn hư, nếu như đồng thời điều khiển tu luyện và luyện thể, phần lớn võ đạo sẽ lôi thôi lếch thếch. Nhưng là thằng nhóc này nhưng chuyển đổi thành thạo, giống như là hai cổ thân thể đồng thời thi triển, quái tai. Quái tai. Từ lão, nếu như người ta không liên thủ đối phó thằng nhóc này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá chúng ta vậy không cần phải sợ hãi thằng nhóc này, ta cẩn thận cảm thụ hắn đan điền, tựa hồ khô kiệt và yếu ớt mấy phần, chắc hẳn thằng nhóc này vận dụng loại này lực lượng, là mượn bí pháp, hắn bây giờ, còn muốn thi triển lần thứ hai. Rất khó khăn. Không nói nhiều thừa thải, giết. Từ gia trưởng lão bị ý, bước chân bước ra, quanh thân bóng đen từng cơn, tựa như âm hồn. Mà khôi giáp ông già nhưng là sử dụng một chuôi trường thương ở trong không khí nhẹ nhàng run run, dư âm dạo dực. Sau đó, một thương bắn ra, hồng quang vần quanh, chung quanh lại xuất hiện đạo đạo gió bão. Đây là khôi giáp ông lão thành danh võ. Trấn phong thương. Thương kỹ động, cuồng phong nổi lên, thần chiều đông, xương gãy tổn thương. Thương ý gió bão tựa như vòi rồng như gió hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Người vây xem đều bị gió bão này hù được lui về phía sau, nếu như đến gần mấy phần, nhất định sẽ trọng thương.
Xem ra hôm nay Diệp Thần là chết chắc, dẫu sao hắn chỉ có một người à. Một ít người vây xem đồng loạt lắc đầu than thở. Diệp Thần như núi bất động, uống mấy viên thuốc, dẫu sao mới vừa rồi lực lượng đối với hắn thân thể vậy tổn thương mấy phần. Nếu như không làm như vậy, bằng vào hắn thực lực, như thế nào nghiền ép. Đan dược vào miệng, thân thể khôi phục mấy phần, Diệp Thần nắm lên Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng. Bất Diệt Kiếm Đạo, dậy! Nháy mắt tức thì, chu vi 5 km linh khí toàn bộ hướng Diệp Thần Trảm Long Kiếm ngưng tụ đi. Cả thế giới kiềm chế đến trình độ cao nhất. Vô tận linh khí dần dần ngưng tụ thành trên 1 triệu đạo kiếm ý. Là Diệp Thần khống chế. Đồng dạng là gió lớn. Bất Diệt Kiếm Đạo, rơi. Theo rơi cái chữ này chậm rãi xuất hiện, vậy gió lớn lao nhanh đánh tới, đón vậy đạo lực tính đi. Một chiêu này, Diệp Thần chính là muốn thi triển Bất Diệt đứng đầu kiếm ý. Hồi lâu không thi triển, bây giờ hắn thực lực, càng phát ra nắm trong tay. Hai đạo gió lớn ở trong không khí va chạm, từng cơn gió bão hướng 4 phương 8 hướng tràn ra. Thời khắc này Diệp Thần tựa như thiên địa thần tôn, cường thế vô cùng. Bành! Ở giữa thiên địa, tựa như bị cực mạnh chấn động. Lại không phân cao thấp. Khôi Giáp ông lão vẻ mặt có chút không đúng, vội vàng bước ra một giọt máu tươi. Nếu như không bước ra, chết chính là hắn à. Xem ra thằng nhóc này trên mình nhất định sẽ có chút cường đại bí mật, nếu có thể bị hắn nắm trong tay, chẳng phải đẹp thay. Vô tận lực lượng làm áp lực đi, chèn ép cảm giác ngay tức thì để cho Diệp Thần có chút sắc mặt tái nhợt. Chênh lệch thực sự quá lớn. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Chính là vị kia Từ Gia ông già. Từ Gia ông già hừ lạnh một tiếng, kiếm ý ngưng tụ đến mức tận cùng, đâm về phía Diệp Thần tim. Mắt xem kiếm ý liền muốn xuyên thấu, Diệp Thần giành ra một cái tay khác, sau đó, chỉ như vậy nắm thanh kiếm kia. Cầm gắt gao. Thân kiếm không cách nào tiến về trước chút nào. Có thể Diệp Thần cho dù sao sao cường hãn, máu tươi còn chưa đoạn xông ra. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên trong lòng không đành lòng, hắn thành tựu thủ hạ, làm sao có thể để cho điện chủ một người tác chiến. Tiếp tục như vậy nữa, điện chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Hắn đang chuẩn bị buông xuống trên vai quan tài, nhưng là nghe được một đạo dày chi tiếng vang lên. Diệp Lăng Thiên, ta nói qua, người phải làm chính là vác ở người phụ thân quan tài. Nơi này hết thảy giao cho ta, biết chưa? Nói xong, Diệp Thần dùng hết toàn lực. Cánh tay nổi gân xanh, thần lôi lực lan tràn đi. Đồng thời, thật cao nhấc chân phải lên, trực tiếp tạo động gió lớn, đá ra ngoài. Từ Gia ông già cười lạnh một tiếng, loại thủ đoạn này còn muốn đối phó ta. Nằm mơ, hắn lại nữa né tránh, mà là rất miễn cưỡng chịu đựng, hắn chắc chắn, Diệp Thần hai tay thi triển toàn lực, một cước này tất nhiên không có quá nhiều lực lượng. Sau đó, hắn một cái tay khác thoáng qua một đạo hàn quang. Một kích này, quá bất ngờ không kịp đề phòng. Sắc bén xuyên thấu Diệp Thần bả vai. Diệp Thần ngay tức thì lui về phía sau, và hai người hoàn toàn tách ra. Nhưng chính là bởi vì cái này vừa lui, cho Khôi Giáp ông già cơ hội, trường thương chấn động bây giờ, hướng ngang vỗ vào Diệp Thần ngực. Diệp Thần vốn là chém giết một người, bỏ ra giá phải trả, bây giờ đối mặt hai vị hư vương cảnh liên hiệp vây quét. Hắn nhất thời bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Chân thực lực bất tòng tâm à. Diệp Thần cuối cùng trên không trung đảo lộn mấy cái, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn không có mượn luân hồi mộ địa lực lượng, hắn muốn thử một chút mình chân chính thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Một mặt dựa vào, chỉ sẽ để cho hắn càng phát ra lệ thuộc vào. Cái này không là một chuyện tốt. Hai ông cụ thấy Diệp Thần rốt cuộc bị thương, con người lộ ra một vẻ vui mừng. Quả nhiên, tiểu tử này lực lượng bất quá như vậy. Mới vừa rồi tất nhiên vận dụng bí pháp. Tiểu súc sinh, ngươi không phải mới vừa rất cường thế sao, vì sao bây giờ nhưng là chật vật như vậy? Mặc dù ta hai người chúng ta đồng thời động thủ tổn thương ngươi, có chút không vinh dự. Nhưng là diễn ra vốn là người thắng viết, đến lúc đó ai lại nhớ ngươi cái này người thất bại đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta không biết giết ngươi. Người thân thể đối với tiểu thư còn có giá trị lợi dụng. Từ Gia trưởng lão vui vẻ cười to nói, lộ vẻ được khá là điên cuồng.
Mà vậy khôi giáp ông già cũng là đem khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, chuẩn bị lần nữa bắt lại Diệp Thần. Diệp Thần con người cực kỳ nghiêm túc, hắn có chút nhức đầu. Nếu là lấy mình trạng thái bây giờ đối mặt cái này hai người, hậu quả rất nghiêm trọng à, rất có thể không địch lại mà bị trọng thương. Diệp Lăng Thiên không giúp được mình. Chẳng lẽ muốn mời ra Mạc Ngưng Nhi? Giá quá lớn. Vị kia huyết thất giả còn không biết như thế nào mới chịu đi ra, bây giờ nếu không phải đoạn tiêu hao Mạc Ngưng Nhi thần niệm lực, phía sau còn không biết sẽ như thế nào. Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, một đạo ngáp tiếng đột nhiên vang lên. Hắn trên bả vai lại nhiều một cái mèo. Tiểu Hoàng. Thời khắc này Tiểu Hoàng duỗi người, có chút tựa như tỉnh không tỉnh cảm giác. Hắn chỉ như vậy nhìn lướt qua trước mặt hai ông cụ, sau đó, mặt không cảm giác dự định ngủ tiếp hạ. Diệp Thần làm sao biết cho phép à, cầm một cái chế trụ liền Tiểu Hoàng gáy, xách lên. Tiểu Hoàng, người cũng ngủ bao lâu, có phải hay không nên ra tay? Tiểu Hoàng đối với Diệp Thần cử động có chút nổi nóng, muốn vùng vẫy, nhưng là phát hiện vậy vận mạng gáy, cơ hồ để cho hắn vô kế khả thi. Sau đó, hắn chỉ có thể xoay người, nhẹ nhàng đối với Diệp Thần nói, ta lại không nói không giúp, mau buông tay. Ta giàu gì cũng là thượng cổ hung thú, ngươi như thế đối đãi ta, để cho mặt của ta đi nơi đó đặt. Lời nói vừa dứt hạ, Diệp Thần chính là buông lỏng tay. Khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, hắn cũng biết Tiểu Hoàng sẽ không thấy chết mà không cứu. Một giây kế tiếp Tiểu Hoàng quanh thân đợt khí chấn động, một cái lộn, chính là bốn chân vững vàng rơi vào Diệp Thần bên người. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Từ gia trưởng lão. Diệp Thần lòng tin tăng nhiều, đối mặt một người, hắn có đầy đủ tư cách quyết định kết quả. Từ gia trưởng lão và khôi giáp ông già tự nhiên chú ý tới Tiểu Hoàng, hai người diễn cảm cực kỳ cổ quái. Bọn họ không phải không gặp qua hung thú tác chiến. Nhưng là thật đúng là không có thấy người đang rơi xuống gió thời điểm, lại sử dụng một cái. Mèo. Mấu chốt mèo này meo meo cũng quá bình thường đi. Xem nó vậy ôn thuận mềm yếu dáng vẻ. Vậy Từ gia trưởng lão chân thực không nhịn được, cười to nói, thằng nhóc, ngươi đừng nói cho ta, mèo này là ngươi đồng bạn à, ha ha. Ta xem còn không bằng để cho con mèo này vác vậy quan tài, dĩ nhiên ngươi nếu để cho vậy con mèo nhỏ tới giết ta, cũng được à. Ngay tại Từ gia trưởng lão tiếng cười đang lúc, Diệp Thần đầu gối cong, quanh thân khí thế bùng nổ, ngay tức thì xông ra ngoài. Lần này, hắn đối phó chính là vị kia cục trừng phạt khôi giáp ông già. Bất diệt lửa quấn quanh ở trên thân kiếm, kiếm hỏa liễu nguyên. Cả thế giới nhiệt độ tựa như vì vậy mà lên cao. Cục trừng phạt khôi giáp ông già diễn cảm thay đổi, ngọn lửa này tại sao để cho người cảm giác như vậy khó chịu. Còn nữa, thằng nhóc này rõ ràng tu luyện sấm sét thuộc tính công pháp, tại sao lại có thể điều khiển ngọn lửa. Hắn không dám suy nghĩ nhiều đi xuống, lập tức sử dụng trường thương ở trong không khí vạch ra một đạo độ cong. Cái này độ cong phảng phất là biến dạng đêm tối quang. Từ lão, không thể kéo dài được nữa, thằng nhóc này quá cổ quái. Trường thương và ngọn lửa tràn ngập chảm long kiếm va chạm. Cơ hồ không phân cao thấp. Nhưng là, làm thân kiếm bên trong long ngâm vang lên, ngọn lửa biến hóa là một đạo rồng lửa, khôi giáp ông già lập tức không bình tĩnh, mau. Còn lo lắng cái gì? Động thủ à? Từ gia ông già hoàn toàn kịp phản ứng, quanh thân khí thế nhảy lên tới đỉnh cấp. Hắn lại nữa dùng kiếm, mà là năm ngón tay là móng, hướng Diệp Thần thiên linh cái vỗ tới. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ xem mới vừa rồi như nhau dành ra một cái tay đối phó mình. Lại không nghĩ rằng, căn bản không có. Ngược lại, thi triển toàn lực hướng khôi giáp ông già đâm tới. Thằng nhóc này không muốn sống nữa không được. Lại đem mình sau lưng để lại cho kẻ địch. Ha ha ha, Từ gia ông già cười. Nếu như dùng cục trừng phạt vị kia chết đổi thằng nhóc này. Vậy hắn chính là lớn nhất bên thắng. Có thể nói là ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi à. Trong mắt hắn tràn đầy điên cuồng, ngay tại hắn chân khí kia vòng quanh năm ngón tay muốn chạm được Diệp Thần thời điểm, hắn bên tai bất thình lình vang lên một giọng nói, này, ngươi đối thủ là ta mới đúng. Thanh âm gì? Từ gia ông già hoàn toàn bối rối. Hắn dư quang nhìn lướt qua vác mộ bia Diệp Lăng Thiên, vẫn ở đó.
Vậy đạo thanh âm này lại là từ chỗ nào vang lên? Chẳng lẽ mình đã lớn tuổi rồi, nghe nhầm? Này, ta ở ngươi lên mặt. Vậy thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, lần này, từ gia trưởng lão xác định phương hướng, ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện là một cái mèo. Mà con mèo này meo meo đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ nói chuyện chính là xúc sinh này? Từ gia trưởng lão diễn cảm có chút bối rối. Hoàn toàn bối rối. Bất kỳ một người nào côn lôn hư cường giả thấy một màn này đều không cách nào ổn định. Nhưng là quỷ dị này hình ảnh vẫn chưa kết thúc, trước mắt trôi lơ lửng mèo đột nhiên đưa ra móng vuốt. Màu đỏ sấm sét vòng quanh móng vuốt. Cái này móng vuốt nhìn như quá nhỏ bé đến làm móng vuốt và tay hắn đụng thời điểm ở chung với nhau, từ gia trưởng lão vẫn là có chút cảm giác cổ quái. Xé kéo. Cái này cổ quái nhưng là chuyển hóa thành máu tanh. Hắn lại có thể cảm giác được một cổ như núi áp lực cắn nuốt, sau đó, hắn đưa ra cái tay kia, lại bị trước mắt mèo con, tại chỗ biến dạng. Thậm chí liền xương trắng cũng có thể thấy được. Hư vương cảnh một tầng, có chút rác dưới. Tiểu hoàng nhẹ bỗng khạc ra một câu nói này, sau đó, vậy như giống như cương đao móng vuốt lại phóng đại. Liền giống như mấy thanh kiếm trực tiếp đâm ra. Khó lòng phòng bị. Từ gia trưởng lão sau lưng hoàn toàn lạnh run. Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hắn cơ hồ 100% xác định, trước mặt mèo là thượng cổ hung thú. Nếu không không thể nào bộc phát ra loại này khủng bố chiến lực. Hắn theo bản năng muốn cầm lên ngọc bội bên hông, mật báo tin tức. Nhưng mà tiểu hoàng sẽ đồng ý. Phóng đại móng to hung hãn vỗ vào vậy từ gia trưởng lão trên mình. Ngay tức thì thân thể vô căn cứ nổ tung, hóa là xương máu. Liền thi thể nguyên vẹn cũng không có. Cái này chiến lực quá kinh khủng. Sau đó, tiểu hoàng chính là lại cảm thấy buồn ngủ tấn công tới, nhẹ nhàng giật mình, lần nữa đi tới Diệp Thần trên bả vai. Thân thể cuộn tròn, hoàn toàn ngủ. Cố nhiên Diệp Thần và khôi giáp ông già không phân cao thấp, nhưng là vậy khôi giáp ông già một mực chú ý từ gia trưởng lão tình huống. Khi thấy từ gia trưởng lão bị một cái mèo tùy tiện giết chết, hắn hoàn toàn luống cuống. Sơ hở trăm chỗ. Diệp Thần nhân cơ hội bắt được trong đó một đạo sơ hở, Trảm Long Vấn Thiên kiếm trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, dễ như bỡn đợt khí đụng đi ra ngoài. Lại rất miễn cưỡng đem cái đó ông già đóng vào một viên trên cây lớn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vậy cục trừng phạt ông già trong mắt hoàn toàn hóa là kinh hoàng. Đây là hắn chưa bao giờ tại Lâm Hải Thành cảm giác được sợ hãi. Thánh Vương cảnh luyện thể, huyết long, ngọn lửa, sấm sét, thượng cổ hung thú. Nhiều như vậy đồ tụ tập ở một cái căn cốt không tới 30 thanh niên trên mình. Căn bản không cách nào tưởng tượng à. Như nếu muốn voi, hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Diệp Thí Thiên. Ngươi là Diệp Thí Thiên. Ngươi nhất định là. Lần này, hắn vô cùng khẳng định. Diệp Thần nhìn một cái trên bả vai tiểu hoàng. Nhàn nhạt nói, bây giờ mới biết có phải là quá muộn hay không? Lấy được Diệp Thần câu trả lời, ông già hô hấp đều tựa như bị một cổ lực lượng bóp lại. Lâm Hải Thành mọi người đối với danh tự này quen thuộc nhưng vừa xa lạ. Phần lớn người lấy là, Diệp Thí Thiên uy danh là giả. Dẫu sao rất ít có người gặp qua cái này Diệp Thí Thiên hình dáng. Thường thường là căn cứ mấy đóa hoa mai các loại đồ suy đoán. Thậm chí có người cho rằng Diệp Thí Thiên không phải một người, mà là một cái tổ chức sát thủ. Chỉ bằng vào như vậy lực một người không làm được những cái kia diệt môn chuyện. Bất quá bây giờ xem ra, cái này so với sự thật còn đáng sợ hơn à. Hắn nhìn ngực kiếm, cảm giác được chết ý bao quanh hắn, hắn hơi sợ. Hắn lại nữa chiếu cố đến trên người cái này thân khôi giáp, cầu xin tha thứ, Diệp tiên sinh, ta là cục trừng phạt người. Cục trừng phạt ở Côn Lôn hư địa vị đặc thù, ngươi không thể giết ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, ta thề, sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Từ nay về sau, ta chính là Diệp tiên sinh một con chó. Một cái vô cùng nghe lời chó. Diệp Thần không có bất kỳ phản ứng, lão kia người bất đắc dĩ chỉ có thể học mấy câu chó sủa. Nhưng thì không cách nào chậm tách ra Diệp Thần tức giận trong lòng. Rốt cuộc, Diệp Thần lên tiếng, cục trừng phạt phải không? Ta đây là muốn thăm hắn có dám hay không trừng trị ta Diệp Thí Thiên.
Diệp Thần cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, do lên tới hạ, trực tiếp bổ ra. Lão kia người ở kinh hoàng bên trong, hoàn toàn hóa là hai nửa. Hoàn toàn chết. Diệp Thần không có bất kỳ thương hại, Côn Lôn hư quy tắc chính là như vậy tàn khốc, không phải ngươi chết, chính là người khác. Hắn sống sót, đến lượt đạp người khác thi thể leo lên. Diệp Thần lau khô Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, ném nhập luân hồi mộ địa bên trong, sau đó hướng Diệp Lăng Thiên đi tới, Lăng Thiên, đi thôi. Diệp Lăng Thiên không có một tia phản ứng. Hắn hoảng như hóa đá. Hình ảnh này ở hắn trong lòng rung động trình độ, thật lâu vung tán không đi. Đây chính là ba vị hư vương cảnh cường giả à. Lại là đại biểu Lâm Hải thành ba đạo thế lực. Lại tất cả đều chết hết. Hơn nữa còn là chết ở điện chủ trong tay. Diệp Thần lại lặp lại một lần, đi thôi, ngươi chẳng lẽ muốn đem ngươi phụ thân thi thể một mực vác trên vai lên, không cách nào xuống mồ. Diệp Lăng Thiên cái này mới phản ứng được, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, vác quan tài sải bước đi. Điện chủ. Hắn bây giờ càng phát ra tin tưởng phụ thân và tổ tiên lời nói. Người đàn ông này có thể thay đổi gia tộc suy sụp vận mệnh. Người đàn ông này đủ để đem Côn Lôn hư tung lên một tràng mưa to gió dữ. Mà giờ khắc này, Từ Nhã Hân đang từ gia đi tới lui, nàng trong lòng kỳ đợi đến trình độ cao nhất. Vừa nghĩ tới hai người kia lập tức sẽ trở thành là nàng đùa bỡn đối tượng, khóe miệng nàng nụ cười lại là tràn ra. Nhưng là ước chừng nửa giờ trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Từ Nhã Hân có chút phiền não. Ba vị hư vương cảnh cường giả đi lấy hạ hai cái thằng nhóc, có như vậy phiền toái sao? Cố nhiên chẳng qua là giai đoạn trước và mới vừa đột phá mấy người, nhưng cũng không phải Diệp Thần có thể chống lại à. Nàng tâm tình quá khó chịu, vội vàng nhìn về phía đang uống trà phụ thân, thúc giục ba, những người đó tại sao còn chưa trở lại à. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Từ phụ cười một tiếng, trong con người đều là đau lòng và yêu quý, Nhã Hân, đoán chừng là và ngoài ra hai ba thế lực trì hoãn, thậm chí có khả năng có được vậy bảo bối tung tích, lần này là cha nhưng mà buông tha và Mạc gia tiếp xúc cơ hội, tới thực hiện ngươi mục tiêu, ngươi sau này có thể phải thật tốt nghe lời. Lời nói vừa dứt, từ phụ huyết khí trong cơ thể dâng trào, không có dấu hiệu nào dưới, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, hắn đầu óc bên trong một đạo ý thức bỗng nhiên gãy lìa. Mỗi một cái từ gia trưởng lão cũng có một đạo ý thức tồn tại ở hắn đầu óc. Một khi gãy lìa, chính là chứng minh bỏ mình. Xảy ra chuyện, từ phụ trực tiếp đứng ra, thân thể run rẩy, ly trà trên tay vậy ném xuống đất, chia năm xẻ bảy. Trong mắt tốt hơn xem bị máu tươi dồi dào, quá mức khủng bố. Từ Nhã Hân nhận ra được không đúng, liền vội vàng hỏi, ba, ngươi vẻ mặt này thật là dọa người à, rốt cuộc phát sinh cái gì? Từ phụ một cái tát vỗ vào trên ghế tay vịn, kinh khí bùng nổ, phòng khách cái ghế kể cả bàn lại đồng loạt gãy lìa. Từ Nhã Hân sợ sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào. Sau đó, từ phụ lạnh như băng mà lại thanh âm tức giận mới vang lên, rốt cuộc là ai? Lại dám ngăn cản ta từ ra đường, rốt cuộc là ai? Dứt lời, hắn thân thể xông ra ngoài. Chuyện này, hắn nhất định phải một cái kết quả. Phát sinh giống vậy chuyện còn có Tư Đồ ra cùng với Hạng Anh Kiệt. Thời khắc này Hạng Anh Kiệt trên mình quấn vòng quanh cuồng bạo máu đỏ sát khí, luyện thể thế sinh ra uy áp để cho thủ hạ hắn cơ hồ không cách nào hô hấp. Loại cảm giác này tựa như bị người dùng tay giữ lại cổ họng. Cha cho ta, lật lần toàn bộ Lâm Hải Thành cũng phải tra ra cái đó động chúng ta cục trừng phạt người. Nếu như không tìm được, toàn bộ cho ta cút đi. Bất kỳ hư vương cảnh trên người đều phải để lại ý. Ở Hạng Anh Kiệt trong mắt, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên tự nhiên không thể nào giết hư vương cảnh cường giả. Sau lưng tất nhiên có cường giả ra tay. Lâm Hải Thành Phúc Trạch chi địa. Từng ngọn mộ bia san sát. Mà để cho người xem thế là đủ rồi là một mặt vách núi. Vách núi tựa như bị đại năng một kiếm bổ ra, vô cùng bóng loáng. Đồng thời, vách núi chi trên có từng cái có thể bỏ vào quan tài hang động. Không thiếu quan tài đã cắm vào trong đó. Hậu thổ chôn lên. Không ngừng có linh khí từ mặt đất tràn ra, bao quanh quan tài. Là người mất siêu độ. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên hai người chạy tới Phúc Trạch chi địa,
chính là phát hiện người tới nơi này không thiếu. Có chút là tay không tới, có chút chính là vác quan tài tới. Một cổ thê lương ý bao trùm mở, để cho trong lòng người hờ hững. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên mới vừa dự định đi vào trong đó, một cây côn gỗ chính là để ngang hai người trước người. Lưu lại đồ, Phương có thể vào bên trong chọn mộ huynh, đây là quy củ. Diệp Thần con người đông lại một cái, lúc này mới chú ý tới người nói chuyện. Một cái còng lưng cõng ông già, trên mặt đều là nếp nhăn, khô gầy như que củi. Loại này ông già đặt ở Hoa Hạ, hiển nhiên là lâu dài chịu đủ gian khổ người, nhưng là để ở chỗ này, lại để cho Diệp Thần có chút ngưng trọng. Huyết mạch hắn đang sôi trào, đây là đối mặt nguy hiểm mới có thể như vậy. Hắn dám khẳng định, cái cụ già này tu vi cực cao. Hư vương cảnh không dứt, thậm chí có thể là đạo nguyên cảnh. Dù là nói cái này cụ già là đế tôn cảnh, Diệp Thần cũng tin. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên gặp phải cường giả loại này. Hắn tự nhiên không dám làm bậy, chắp tay nói, cái này vị tiền bối, cần vật gì. Ông già nhắm mắt lại, tựa hồ không để ý tới để ý Diệp Thần dự định. Diệp Thần trong mắt một chuyển, từ luân hồi mộ địa lấy ra một viên trước đoạn thời gian luyện chế đan dược, tiền bối, đan dược này có thể đủ. Lão kia người chóp mũi động một cái, hiển nhiên là ngửi ra đan dược đặc thù, trong mắt mở ra, ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ. Không chờ Diệp Thần phản ứng, chính là ngón tay động một cái, đan dược gắng gượng tránh thoát liền Diệp Thần tay, rơi vào tay của lão giả bên trong. Ông già nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, đan dược này là ngươi luyện chế. Diệp Thần không có cần thiết giấu giếm, gật đầu. Tới tuổi 20, lại chính là hư cấp đan sư, xem ra đan hư tháp ngược lại là ra một nhân vật. Nếu nhận lấy người đồ, các ngươi liền vào đi thôi, vậy dù sao cũng mộ huynh có thể thấy được. Mỗi một tòa mộ huynh hiệu quả và linh khí đều không cùng, có vài người chọn chúng sẽ phúc trẻ con cháu cả đời, để cho người mất an nghỉ. Mà có vài người chọn chúng nhưng là sẽ để cho gia tộc hủy trong chốc lát, tự đào mộ. Những thứ này cũng xem vận khí, các ngươi có thể rõ ràng. Còn nữa, một khi chọn chúng, phải chôn, nếu như hối hận, hai người cũng phải bỏ mạng nơi này, biết chưa? Ông già thanh âm chậm rãi rơi xuống, cái này làm cho Diệp Lăng Thiên cau mày. Đây là cái gì phá quy củ? Sớm biết như vậy nguy hiểm, còn không bằng tùy tiện tìm một nơi chôn. Diệp Thần đối với ông già chắp tay một cái, lại hướng Diệp Lăng Thiên nói, chúng ta đi. Làm hai người rời đi, ông già chính là nằm ở trên ghế, tựa như nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nữa quan tâm chung quanh hết thảy. Nhưng là linh thức nhưng là bao trùm mở, ước chừng trăm dặm. Hết thảy biết rõ. 3 phút sau đó, Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đi tới vậy dù sao cũng mộ huynh chi địa. Nhìn rậm rạp chằng chịt cửa hang. Diệp Lăng Thiên nhíu mày một cái nói, điện chủ, cái này nên lựa chọn như thế nào à, ta cảm giác đều giống nhau à. So mua vé số còn khó hơn trong à. Diệp Thần cũng có chút nhức đầu, cái này dù sao cũng mộ huynh bỏ mặc linh khí trình độ đậm đà, hình dáng cũng hoặc là hơi thở, đều cơ hồ như nhau. Nếu như muốn hắn lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể tùy tiện đoán một cái. Đột nhiên, Diệp Thần trên bả vai vang lên một đạo lười biếng thanh âm. Thứ 27 xếp, bên trái vừa bắt đầu đếm, cái thứ 9. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn một cái tiểu hoàng, nhưng là phát hiện tiểu hoàng vẫn là tư thế ngủ. Chẳng lẽ là giả bộ ngủ? Mặc dù không biết tiểu hoàng tại sao khẳng định như vậy, nhưng là hắn hiện ở không có lựa chọn, chỉ có thể mang Diệp Lăng Thiên đi tiểu hoàng nói địa phương. Vách núi hiểm trở, khúc kính thông u. Làm hai người sắp đến gần cái đó mộ huynh thời điểm. Cái đó nhắm mắt lại ông già đột nhiên đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên phương hướng. Hắn diễn cảm cực kỳ cổ quái, trong mắt bên trong thậm chí có sâu đậm khiếp sợ. Kỳ quái, thằng nhóc này là làm sao làm được, dù sao cũng bên trong lại chọn thiên cấp mộ huynh. Thiên, địa, huyền, hoàng, 4 cái cấp bậc phân chia mộ huynh. Mà thiên cấp không thể nghi ngờ là dù sao cũng mộ huynh bên trong cao nhất. Mấu chốt Diệp Thần lựa chọn mộ huynh vẫn là thiên cấp bên trong tốt nhất. Hắn làm sao có thể ổn định à? Hắn con người híp lại thành một cái tuyến, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng, cảm giác khẩn trương ngay tức thì biến mất. Hắn ngồi về cái ghế, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười, có ý tứ,
thật biết điều, tại Lâm Hải Thành ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên có người để cho ta sinh ra tò mò. Đứng ở đó Mộ Hính trước, Diệp Thần nhìn một cái tiểu hoàng, liền đối với Diệp Lăng Thiên nói, Lăng Thiên, đem bá phụ quan tài bỏ vào trong đó, xuống mồ. Điện chủ. Ngay tại Diệp Lăng Thiên định đem quan tài bỏ vào Mộ Hính thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi rơi xuống, chờ một chút. Diệp Lăng Thiên ngay tức thì dừng lại, hai người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Nhưng là phát hiện một cái lụa mỏng xanh che đậy mặt mũi thiếu nữ. Thiếu nữ vóc người tốt hơn, cố nhiên che đậy mặt mũi, nhưng là có một loại trần thế không cách nào tìm khí chất. Váy đầm dài khỏa không ở nỉu na ngạo nhân ngực, đỉnh núi phập phồng, phong tư thướt tha, phối hợp nhỏ đúng dịp eo, đường cong cân bằng, cả người lộ vẻ được quyến rũ mà cao nhã, tươi đẹp thoát tục. Nếu như đem thiếu nữ so làm tiên nữ trên trời cũng không quá đáng. Thiếu nữ nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, liền nói, cái vị công tử này, có thể hay không đem nơi đây nhường cho tiểu nữ. Diệp Lăng Thiên chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thần, điện chủ. Thiếu nữ lúc này mới chú ý tới Diệp Thần, mới vừa rồi bởi vì quan tài vừa vặn ngăn trở Diệp Thần bóng người, không thấy rõ. Nhưng là làm mắt đẹp tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Nàng thân thể mềm mại ngẩn ra, mắt đẹp nhưng là thoáng qua một đạo kinh ngạc và hồ nghi. Loại cảm giác này có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Thậm chí, cái này người thanh niên khí tức trên người vậy rất quen thuộc. Nhưng là nàng nhưng xác định, người đàn ông này chưa bao giờ gặp qua. Kỳ quái, quá kỳ quái. Thật ra thì Diệp Thần cũng có cảm giác giống nhau, nàng luôn cảm giác cô gái này nhìn rất quen mắt, nhưng không nói được. Mấu chốt hắn phát hiện căn bản không nhìn thấu cái này sợi bông, chỉ có thể xóa bỏ. Hắn tự nhiên không thể nào để cho nơi đây, trực tiếp cự tuyệt nói, cô nương, ngại quá, nơi đây là bạn ta phụ thân Mộ Hính, không thể để cho. Thiếu nữ thất lạc vạn phần. Dẫu sao chỗ này là Diệp Thần bọn họ trước chọn được. Nàng vừa định thương tiếc cáo từ, sau lưng một người trung niên nam tử nhưng là nói, to gan. Mạc tiểu thư coi trọng đồ, ngươi lại vẫn dám chiếm đoạt. Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào? Mạc tiểu thư con ngươi lạnh lẽo, không được vô lễ. Vậy người đàn ông trung niên có chút do dự, tiểu thư, nhưng mà nơi đây. Đừng thí sinh chính là người khác, bất kỳ sự việc cũng phải nói một cái tới trước tới sau. Huống chi, cái này Mộ Hính đối với gia tộc mà nói không gấp, mà đây hai vị tiểu huynh đệ rõ ràng rất cần, chúng ta đi thôi, ngày mai lại tới chọn. Nói xong, vậy Mạc tiểu thư chính là chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, một đạo nhỏ gió múa, vậy che đậy mặt mũi lụa mỏng xanh lại lộ ra một góc, thiếu nữ dung nhan hiển lộ ra. Nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là hoàn toàn giật mình. Không phải bởi vì xinh đẹp, mà là bởi vì gương mặt này không phải là Mạc Ngưng Nhi mặt sao. Giống nhau như đúc. Cái này quá quỷ dị. Diệp Thần thậm chí trao đổi một chút luân hồi mộ địa, nhưng là phát hiện Mạc Ngưng Nhi còn ở bên trong. Vậy người trước mắt lại là ai? Không đúng, người này là thật thể, tu vi và hơi thở đều cùng Mạc Ngưng Nhi không giống nhau. Đây là thiết thiết thực thực tồn tại. Thậm chí căn cốt cũng mới chừng 20 tuổi. Hắn lại là nghĩ tới mới vừa rồi vậy người đàn ông trung niên gọi thiếu nữ ba chữ. Mạc tiểu thư, Lâm Hải Thành Mạc gia. Đây cũng quá đúng dịp đi. Diệp Thần bất động thân thể, vừa vặn chặn lại Mạc Ngưng Nhi đường đi. Thiếu nữ đôi mi thanh tú một nhăn mày, cố nhiên đối với Diệp Thần có chút hảo cảm, nhưng vậy không cho phép người khác như vậy. Người đàn ông trung niên cũng là rút ra kiếm lạnh lẽo, ở hắn xem ra, người đàn ông này hành vi, chính là đối với tiểu thư đại bất kính. Hẳn chém chết. Mới vừa muốn động thủ, thiếu nữ nhưng là đưa tay ra. Tỏ ý người đàn ông trung niên lui ra. Trong mắt của nàng tò mò nhìn về phía Diệp Thần, nàng từ Diệp Thần trong ánh mắt đọc lên một ít vật đặc thù. Ngươi biết ta? Thanh âm không linh rơi xuống. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, nhìn thiếu nữ trước mặt, Diệp Thần chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, Mạc tiểu thư, không nhận biết. Chỉ bất quá Mạc tiểu thư rất giống ta một người bạn, ta người bạn kia vừa vặn vậy họ Mạc. Thiếu nữ tới một chút hứng thú, hiếu kỳ nói, vậy ngày khác, công tử ngược lại là có thể mời chúng ta gặp một lần, ta thật là tò mò, thế gian thật có và ta như vậy tương tự tồn tại.
Diệp Thần nhớ lại chuyến này mục đích. Cái này Mạc tiểu thư có thể chính là tiếp xúc Hàn Mây mấu chốt. Cơ hội này hắn tự nhiên phải đem cầm. Vì không trễ nãi Diệp Lăng Thiên phụ thân mai táng, Diệp Thần liền nói, Mạc tiểu thư, ta có chuyện quan trọng thỉnh giáo, nếu không một tiếng sau đó, Phúc Trạch chi địa bên ngoài quán trà gặp, như thế nào? Vậy người đàn ông trung niên nghe được Diệp Thần lần đầu gặp mặt lại vẫn dám mời Mạc tiểu thư. Giận không chỗ phát tiết. Đây là đối với Mạc tiểu thư khinh nhờn. Mạc tiểu thư thân phận gì? Hắn lại là thân phận gì? Còn gặp mặt, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Thằng nhóc thúi, ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào, mau mau tránh ra, nếu không nghỉ trách ta kiếm vô tình. Diệp Thần không để ý đến, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thiếu nữ chờ đợi câu trả lời. Hai tròng mắt đối mặt. Diệp Thần không có bất kỳ né tránh. Thiếu nữ nhỏ hơi kinh ngạc, mấy giây sau đó, đúng dịp cười xinh đẹp hề, liền nói, được, một tiếng sau đó, bên ngoài quán trà gặp. Còn nữa, ta kêu Mạc Ninh, thả ít mà tốt Ninh. Diệp Thần nghe được Mạc Ninh hai chữ, thần sắc càng phát ra không đúng. Cái này tương tự kinh người vậy quá quỷ dị đi. Mạc Ninh, Mạc Ngưng Nhi, mặc dù chữ không giống nhau, độc âm nhưng là cơ hồ không kém. Mấu chốt vóc người và mặt mũi cũng giống vậy à. Mạc tiểu thư, ta kêu Diệp Thần. Mạc Ninh nhẹ nhàng đọc mấy câu, coi như là ghi nhớ. Mạc Ninh cuối cùng vẫn là rời đi, để lại một hồi thơm mát. Diệp Thần vốn muốn hỏi luân hồi mộ địa Mạc Ngưng Nhi, nhưng là có phát hiện không một tia động tĩnh. Chỉ có thể xóa bỏ. Hắn nhìn một cái Diệp Lăng Thiên, mở miệng nói, bắt đầu đi. Điện chủ. Diệp Lăng Thiên hai tay bấu vào, quan tài chính là chậm rãi rơi xuống, làm buông xuống nháy mắt. Một cổ lực lượng vô hình liền đem quan tài hút vào. Đồng thời, một đạo ánh sáng màu vàng lại xuyên thấu tới, tựa như thánh quang bao quanh toàn bộ quan tài. Cái này thánh quang càng ngày càng mạnh, mạnh đến Diệp Thần không mở mắt nổi. Toàn bộ Phúc Trạch đất linh khí lại là đột nhiên thay đổi phương hướng, đồng loạt hướng bên này vào tới. Cái này dị tượng quá quỷ dị, Phúc Trạch đất tất cả mọi người đều cảm giác được khí vận và từ trường thay đổi. Liền liền đã cách Diệp Thần rất xa Mạc Ninh cũng là bước chân dừng lại, tò mò nhìn một cái Diệp Thần. Trong con người xinh đẹp, thành tựu xuất sắc dạo dực, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Thần, gương mặt tuyệt đẹp lên tràn đầy mừng rỡ và kinh ngạc. Nàng muốn đem Diệp Thần nhìn thấu. Lại có thể thật bị hắn đánh cuộc đúng. Sư tôn chỉ bất quá đại khái chỉ cho ta liền phương hướng, ta vẫn không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng là cái này Diệp Thần nhưng là chọn dù sao cũng mộ huynh trong cao nhất một tòa, xem ra cái này Diệp Thần không đơn giản như vậy. Vừa vặn, quán trà ước hẹn, thăm dò một chút tiểu tử này lai lịch. Mà giờ khắc này, nghi thức kết thúc. Thánh quang chậm rãi biến mất. Cuối cùng lau một cái cũng là chui vào mộ huynh bên trong. Diệp Lăng Thiên nhìn phụ thân rốt cuộc xuống mồ, trong lòng cảm giác, không cách nào miêu tả. Hắn lần nữa quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái. Ba, hài nhi bất hiếu, không thể thấy ngài một lần cuối. Bây giờ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở phía dưới miễn đi một ít hành hạ. Đời sau, ta còn nguyện ý thành là ngươi nhi tử. Lại là dập đầu ba cái. Trán đều là máu tươi. Đột nhiên, nguyên bản yên lặng mộ huynh chấn động lên. Một đạo đỏ thẫm ánh sáng từ bên trong chui ra, lại là rơi vào Diệp Lăng Thiên trên ấn đường. Diệp Thần không có ngăn cản, bởi vì hắn có thể cảm thụ cái này đỏ thẫm ánh sáng đối với Diệp Lăng Thiên không có tổn hại ý. Chẳng lẽ đây là Diệp Lăng Thiên phụ thân lưu hậu thủ? Làm đỏ thẫm ánh sáng chui vào Diệp Lăng Thiên ấn đường, Diệp Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cổ trí nhớ rất miễn cưỡng xuất hiện. Trong hình, chính là phụ thân hắn. Còn có một cái hải vực. Làm hết thảy trí nhớ thức tỉnh, Diệp Lăng Thiên cả người nhưng là giật mình. Bởi vì phụ thân lấy được dị bảo chính là che giấu ở vậy cái hải vực dưới. Phụ thân đã sớm liệu được hết thảy, cái này đỏ thẫm ánh sáng chính là phụ thân đường lui. Phụ thân cũng biết Diệp Lăng Thiên sẽ trở về, cũng biết ở Diệp Lăng Thiên trước. Không cách nào hạ táng. Một cái đồ sộ bàn cờ lớn chỉ như vậy xuất hiện. Hết thảy thông suốt. Diệp Lăng Thiên chợt đứng lên, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Diệp Thần, điện chủ, mời theo ta tới. Ta biết phụ thân món đồ kia giấu ở nơi nào. Phải mau.
Có thời gian hạn chế. Diệp Thần con ngươi nghiêm túc, gật đầu một cái. Hai đạo thân ảnh vậy không do dự, ngay tức thì hướng một phương hướng xông ra ngoài. Đó là bao quanh Lâm Hải Thành vậy phiến biển vô tận vực. Không lâu sau, Phúc Trạch chi địa bên ngoài một nơi quán trà. Quán trà đã bị thanh tràng. Đứng ở phía ngoài 5-6 vị cường giả. Hơi thở cực kỳ khủng bố. Trong đó có một vị lại là đạo nguyên cảnh cường giả. Mạc Ninh ngồi một mình trong đó, uống thượng hạng trà. Một ly, lại là một ly. Thời gian trôi qua, Mạc Ninh vậy bình thản trong mắt xuất hiện vẻ tức giận. Diệp Thần còn chưa tới. Từ nhỏ đến lớn, nàng Mạc Ninh chưa bao giờ chờ thêm người khác. Đều là người khác chờ nàng. Mà bây giờ, lại đang Lâm Hải Thành, có người dám thả nàng chim bồ câu. Bỏ mặc lý do gì, đây đều là không cho tha thứ. Người đàn ông trung niên vội vàng đi vào, gương mặt dữ tợn, tức giận nói, tiểu thư, không cần đợi thêm nữa. Cái này hai cái chết bằng thật là tự tìm cái chết, ta đã thông báo cho cục trừng phạt. Sau này bọn họ sẽ gặp đem cái này hai người mang đến. Mạc Ninh chế trụ nội tâm tức giận, mở miệng nói, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, vậy mộ huynh vừa kết thúc, hai người cũng không quay đầu lại hướng vùng biển vậy liền đi. CMN, nhất định là bỏ chạy. Ta còn phái Mạc ra người cùng đi bắt lại hai súc sinh này. Tiểu thư ngươi không cần lo lắng. Mạc Ninh do dự mấy giây, đứng lên, áo quần trôi giạt, đi, mang ta đi vùng biển. Ở Mạc Ninh xem ra, Diệp Thần thả nàng chim bồ câu hoàn toàn không có lý do gì. Mình lại không giết hắn, tại sao phải đi? Mấu chốt đi những địa phương khác, mà là đi vùng biển. Quá kỳ hoặc. Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, nhưng là tiểu thư nếu lên tiếng, hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể gật đầu. Cùng trong chốc lát, Hạng Anh Kiệt các người đã tới án phát chi địa. Hạng Anh Kiệt nghĩ tới vô số loại có thể, lại không nghĩ rằng hình ảnh trước mắt. Dùng nhìn thấy mà giật mình hình dung cũng không quá đáng. Mấu chốt người mình còn bị chém thành hai khúc. Tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc là ai? Đây là đang khiêu khích toàn bộ cục trừng phạt, lại là đang khiêu chiến hắn Hạng Anh Kiệt. Hạng Anh Kiệt ngón tay đụng vào trên mặt đất phết kiếm. Rất rõ ràng, đối phương dùng kiếm. Chung quanh có ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, hơn nữa ngọn lửa này vậy không bình thường. Đây cũng là đầu mối. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc khôi giáp thủ hạ vội vàng đi tới, Hạng đại nhân, có cổ thi thể lên còn phát hiện sấm sét. Đối phương có thể tu luyện sấm sét thuộc tính công pháp. Ta còn hướng người chung quanh nghe qua, lúc ấy thật giống như có người nghe được rồng ngâm thanh âm. Hạng Anh Kiệt gật đầu một cái, đứng lên, hai tay chắp sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy hai nửa thi thể, ngọn lửa, sấm sét, long, kiếm ý, hơn nữa ở hư vương cảnh trên, phù hợp cái này năm điều kiện người không nhiều, nhưng là tại sao ta không có ấn tượng. Đột nhiên, vậy tên thủ hạ tựa như nghĩ tới điều gì, diễn cảm đổi được cực kỳ sợ hãi. Đại nhân, có phải hay không là vị kia? Hạng Anh Kiệt hiếu kỳ nói, ai? Trong lòng ngươi có người chọn. Thủ hạ kia run rẩy thân thể, mở miệng nói, Diệp, Thí, Thiên. Ba chữ rơi xuống, Hạng Anh Kiệt trên mình bạo ngược hơi thở ầm ầm bùng nổ. Diệp Thí Thiên, tốt, rất tốt, ngươi lại dám tới Hải Thành. Ta sớm liền nghe thấy người uy danh, ta đây là muốn xem là ngươi Diệp Thí Thiên có thể hay không chịu đựng ở ta Hạng Anh Kiệt một quyền. Lạnh như băng tiếng tựa như vang khắp thương khung. Thủ hạ kia rất là khó chịu, hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đại nhân, còn có một việc, ngay vừa mới rồi, Mạc gia bên kia thông báo cho cục trừng phạt, để cho chúng ta tập nã một người, người nọ chính là chúng ta buổi sáng gặp Diệp Thần. Nghe nói tên kia đi biển vô tận vực. Hạng Anh Kiệt sát khí thu liếm, cười lạnh một tiếng, chính là cái đó chống đối ta nhóc. Chính phải. Hạng Anh Kiệt trong tay kiếm rộng một chuyển, trực tiếp phát trên vai lên, mở miệng nói, ta đã cho thằng nhóc kia cơ hội, hắn không quý trọng, buổi sáng đắc tội từ ra, bây giờ nhưng là liền Mạc ra cũng dám chọc, đã như vậy, vậy ta liền tự mình xóa đi. Biển vô tận vực. Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đã tới trên bờ. Điện chủ. Dựa theo phụ thân cho ta trí nhớ, hắn 3 ngày biến mất, chính là ở nơi này đáy vùng biển. Diệp Lăng Thiên nói.
Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, hai đạo bình phong che chở bao quanh Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên. Đi thôi, cũng nên đi xem người phụ thân rốt cuộc lưu lại cho ngươi cái gì. Hai tiếng, trực tiếp nhập biển. Ước chừng 10 phút, hai người mới đi tới đáy biển, như dẫm trên đất bằng. Bởi vì Diệp Thần thuật pháp xuyên cớ, đối với hai người ở dưới nước đi, không có bất kỳ trở ngại. Thậm chí có thể hô hấp. Ở Diệp Lăng Thiên dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần nhưng là phát hiện một nơi đáy biển hang động. Hang động sâu không lường được. Hai người do dự sau đó, vẫn là lựa chọn tiến vào. Diệp Thần 10 phần cảnh giác, Trảm Long Vấn Thiên kiếm nắm chặt trong tay. Cố nhiên Diệp Lăng Thiên phụ thân sẽ không hại bọn họ, nhưng là nơi đây tổng cho người bất an cảm giác. Cũng may đi sâu vào trong đó sau đó, bóng tối biến mất, hang động bên trong lại ánh sáng lóe lên. Hết thảy biết rõ. Diệp Thần đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện bên trong lại là người là chế tạo một nơi chỗ tu luyện. Từ dấu vết tới xem, hẳn là những năm gần đây nhất chế tạo. Xem ra Diệp Lăng Thiên phụ thân đi một bước cờ, chuẩn bị quá lâu. Điện chủ, nơi này, Diệp Lăng Thiên hấp tấp nói. Diệp Thần theo tiếng đi tới, chính là thấy được một khối đứng thẳng phong cách cổ xưa hộp. Hộp rất dài, chắc hẳn chính là vậy đựng trường thương tồn tại. Vô số người muốn tìm được dị bảo. Phong cách cổ xưa hộp bên cạnh còn có một cái rất nhỏ hộp đá. Nhỏ như có thể không đáng kể. Lăng Thiên, những vật này là ngươi phụ thân để lại cho ngươi, ngươi mở ra xem. Nơi đây ở vùng biển, sẽ không có dị tượng kinh động người khác, Diệp Thần nói. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, đưa tay ra, trực tiếp đem phong cách cổ xưa hộp mở ra. Làm hộp mở ra một góc, vô tận màu đen hơi thở cuồn cuộn chảy ra. Thật là cường đại ma khí. Làm hộp hoàn toàn mở ra. Diệp Thần nhưng là thấy được một cán ma khí vòng quanh trường thương. Trường thương hai xích, toàn thân tản ra màu đen khí thế, đen nhánh bề ngoài có tán toái tinh quang ẩn hiện. Sát khí bức người, quanh thân có khắc long văn đồ đằng, trông rất sống động. Tựa như hắc long muốn lao ra thân thương. Không chỉ như vậy, đầu thương lại là lóe lên u xanh ánh sáng. Cực kỳ sắc bén. Như mới chạm được người thân thể, tất nhiên xương máu. Mặc dù không biết cái này u xanh ánh sáng lai lịch, nhưng là Diệp Thần nhưng trong lòng thì hiện lên hai chữ. Cửu u. Một thương ra, phá cửu u. Đột nhiên, thân thương run rẩy. Toàn bộ đáy biển cũng chấn động và lăn lộn. Trường thương giống như có linh, ngay tức thì lao ra phong cách cổ xưa hộp. Lại là hướng Diệp Thần đi. Lạnh như băng sắc bén đại biểu giết hại. Diệp Lăng Thiên sắc mặt đại biến, nếu như cái này bắn chết điện chủ, hắn chính là đầu sỏ à. Hắn kinh hô thành tiếng, điện chủ mau tránh ra à. Nhưng là hắn phát hiện Diệp Thần một hơi một tí, căn bản không dự định đánh trả. Trường thương như lưu quang qua lại, ở Diệp Thần quanh thân xoay tròn mấy tuần. Cuối cùng, lại một chuyển, trực tiếp hướng Diệp Thần ấn đường đi. Diệp Lăng Thiên hô hấp dồn dập. Hắn muốn thay điện chủ chết, vậy không kịp à. Mắt xem cái này trường thương muốn đâm vào Diệp Thần ấn đường, Diệp Thần mắt cũng không chớp một chút, như núi bất động. Đột nhiên, trường thương treo ở. Mà giờ khắc này, Diệp Thần ấn đường cũng là dị biến. Lóe lên bóng tối quang. Tựa như địa ngục mắt, lúc này mở ra. Sau đó, vậy cuồng bạo trường thương cong. Ở Diệp Thần chừng vặn vẹo, đầu thương vẫn hướng về phía Diệp Thần. Loại cảm giác này, giống như ở nhìn kỹ Diệp Thần. Một người một thương chỉ như vậy hình thành thế kỷ vậy đưa mắt nhìn. Diệp Thần không có bất kỳ động tác. Vậy từng chui vào mi tâm ma châu lóe lên quỷ dị ánh sáng. Hắn hai tròng mắt đỏ thẫm, tựa như màu máu bao trùm. Quanh thân ma khí thậm chí hóa là một đạo uy phong lẫm lẫm màu đen phi gió. Thấy một màn này, Diệp Lăng Thiên có chút không bình tĩnh. Cái này thượng cổ vật lại vẫn có thể cong. Chưa bao giờ nghe. Còn nữa, loại cảm giác này giống như trường thương ở nhận chủ. Chẳng lẽ phụ thân dùng tánh mạng giá phải trả bảo vệ vật này, không phải để lại cho mình, mà là để lại cho điện chủ. Tuyệt đối có thể. Diệp Lăng Thiên không có bất kỳ thất lạc, mà là hưng phấn. Hắn bản thân chính là thói quen dùng kiếm, coi như phụ thân đem trường thương để lại cho hắn. Hắn cũng không ích lợi gì. Ngược lại,
chỉ làm liên lụy hắn đối với kiếm đạo nắm trong tay. Nhưng mà điện chủ tựa hồ vậy là thích dùng kiếm. Chí ít từ hắn biết điện chủ bắt đầu, không thấy được điện chủ dùng qua một lần thương. Này thương cực kỳ mạnh mẽ, nếu là không có ưu việt thương kỹ chống đỡ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn bây giờ có chút bận tâm. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là tựa như yên lặng ở một cái thế giới thần kỳ. Hắn phát hiện chung quanh hết thảy hoàn toàn thay đổi. Thoáng như đưa thân vào ảo cảnh bên trong. Mà đây phiến hoàn cảnh lại là dù sao cũng người hài cốt. Bạch cốt lui lui. Màu máu đầy trời. Nơi này phảng phất là thế gian nơi cực âm vô tận vực sâu. Cương gió cuồng vũ, màu máu ngưng động, tiếng quỷ khóc sói tru đến từ chỗ sâu nhất. Đột nhiên, vậy vô số hài cốt bên trong lại xuất hiện một đạo hỏa diễm. U xanh thêm lạnh như băng ngọn lửa. Lạnh vô cùng ngọn lửa. Hai loại không cùng thuộc tính ngọn lửa lại dung hợp với nhau. Thậm chí ở Diệp Thần trong mắt, U Lam hỏa diễm phảng phất giống như là một đôi mắt, đang ngó chừng hắn. Ngọn lửa này hoàn toàn không kém gì bất diệt lửa. Ngay tại Diệp Thần thất thần đang lúc, ngọn lửa kia hóa là trường thương hư ảnh, trực tiếp chui vào Diệp Thần ấn đường vậy một đoàn bóng tối bên trong. Một giây kế tiếp đau đớn cảm giác nhất thời tấn công tới. Làm Diệp Thần ngẩng đầu lên, phát hiện hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Hình ảnh nhớ lại. Hai cốt sống, lại hóa là một cái người tu luyện. Mỗi một vị người tu luyện trên mình đều tràn đầy cuồng bạo sát ý, trong bọn họ thấp nhất cảnh giới lại là hư vương cảnh. Đạo nguyên cảnh cũng hoặc là đế tôn cảnh cũng không thiếu. Tất cả mọi người hướng vực sâu chi địa đi. Gầm thét, gầm thét. Ngay tại lúc này, trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh. Bước chân rơi xuống, tựa như để cho không khí chung quanh hoàn toàn đọng lại. Loang lổ ánh đèn đánh vào người kia trên mình, đối với Diệp Thần mà nói có chút quen thuộc. Càng ngày càng gần, Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ người nọ. Làm sao có thể? Diệp Thần cả người giật mình. Bởi vì đạo thân ảnh kia không phải người khác, mà là mình à. Ma sát phi gió, ma khí vần quanh, trong tay cầm trường thương, chính là hôm nay nhìn thấy cái này cầm. Chỉ bất quá ở trong đó mình hai tròng mắt lạnh như băng, ngút trời ma khí bùng nổ. Rồi sau đó, một thương chỉ ra, lại đánh tới những người tu luyện kia. Mỗi một thương đều mang sát ý lạnh như băng. Hư không bạo nứt ra, chân khí nghịch chuyển, toàn bộ thời không tựa như đều ở đây vậy thương ý dưới bào trà. Ảo cảnh bên trong hóa là hỏa biển, cuồn cuộn sấm sét từ trên bầu trời ầm ầm rơi xuống. Thần lôi, ngọn lửa, chiếm đoạt hết thảy. Sinh linh đồ thán. Mà đây một mảnh nắm giữ chính là cái đó ma hóa mình. Cái này muôn vàn hài cốt, lại là mình một tay tạo thành. Vậy ma hóa bóng người tựa hồ phát giác cái gì, hướng Diệp Thần phương hướng nhìn lướt qua, sau đó hết thảy hóa là bụi bặm. Ảo cảnh biến mất. Diệp Thần phát hiện mình trở lại thực tế bên trong. Vậy trường thương lại nữa nhìn kỹ mình, mà là trôi lơ lửng ở trước người của hắn. Rất hiển nhiên, là để cho hắn cầm. Diệp Thần không do dự, hắn có thể cảm giác được cái này trường thương là hắn mà sống. Hắn học tập Lâm Thanh Huyền phá thiên tam tuyệt thương, vừa vặn thiếu một cái gọi lòng vũ khí. Mà đây cầm đến từ cửu địa ngục trường thương, chính là tốt nhất lựa chọn. Chẳng qua là, Diệp Thần trong lòng vẫn là nghi ngờ, vậy ảo cảnh kết quả là ý gì? Nếu là thật, vậy thì đại biểu mình cuối cùng sẽ nhập ma. Còn nữa, mình tại sao phải giết như thế nhiều người? Hắn có thể cảm giác được hết thảy các thứ này đều là thật. Vô cùng chân thực, tựa như, sẽ ở tương lai một ngày nào đó phát sinh. Nhưng là coi như hắn bước vào sát đạo, cũng không khả năng như vậy điên cuồng. Trừ phi, tương lai xảy ra một kiện đủ để dẫn động hắn nội tâm vô tận lửa giận sự việc. Chuyện này, để cho hắn muốn tiêu diệt và chung kết hết thảy. Diệp Thần bỏ ra trong lòng hết thảy nghĩ bậy, đưa tay ra, nắm phong cách cổ xưa kia trường thương. Xé kéo. Đột nhiên, Diệp Thần lòng bàn tay bị rạch ra một vết thương, máu tươi ngay tức thì xông ra. Nhưng là bị trường thương hấp thu. Diệp Thần cảm thấy trong óc và cái này cây trường thương thiết lập liên lạc. Sau đó, Diệp Thần thủ hạ cầm, chân khí ngưng tụ, đơn giản một thương quét tới. Nước biển chung quanh ngay tức thì hóa là hai nửa.
cuồng bạo thương ý lại đem toàn bộ mặt đất biến dạng, ước chừng mấy chục trượng. Tựa như biển sâu thung lũng. Nhìn thấy mà giật mình. Mặt đất chấn động ý cũng là không ngừng lan truyền. Diệp Thần thu hồi trường thương, nhẹ nhàng chạm, lẩm bẩm nói, mặc dù và trong ảo cảnh lực lượng chênh lệch rất lớn, nhưng là ta đã rất hài lòng, nếu như kết hợp phá thiên tam tuyệt thương, đến lúc đó sinh ra uy lực tuyệt đối không để cho mình sợ hãi hư vương cảnh. Nói xong, Diệp Thần mới nghĩ tới điều gì, hỏi, người có cái gì không tên chữ? Trường thương tựa như có thể nghe hiểu Diệp Thần nói tiếng nói, lần nữa vặn vẹo, thật giống như ở lắc đầu. Diệp Thần nghĩ sâu xa mấy giây, liền nói, mới vừa rồi ảo cảnh thật giống như thân ở cửu u địa ngục, vậy ta liền kêu ngươi cửu u thí thiên thương. Lấy cửu u lực, đạp bằng địa ngục, thí diệt thiên đạo, đây cũng là ta Diệp Thần dã tâm. Cửu u thí thiên thương biết tự có tên chữ, cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí thân thể sát Diệp Thần, tựa như một con linh xà ở bàn lượn quanh. Vậy đầu thương lóe lên u ám ngọn lửa ánh sáng, để cho người không dám nhìn thẳng. Tốt lắm, người bây giờ ngoan ngoãn tiến vào luân hồi mộ địa đi, ta như kêu gọi ngươi, ngươi mới đi ra. Diệp Thần lại phân phó nói. Cửu u thí thiên thương hiển nhiên nghe hiểu Diệp Thần ý nghĩa, chợt gật đầu, sau đó, lại là biến mất không gặp. Hết thảy khôi phục yên lặng. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, có chút áy náy nói, Lăng Thiên, vật này bị ta nhận chủ, thật sự là. Lời còn chưa nói hết. Diệp Lăng Thiên liền cười nói, điện chủ, ngươi không cần phải nói cái gì, ta hiểu ta phụ thân, cái này cửu u thí thiên thương, cũng không phải là phụ thân chuẩn bị cho ta, nó vốn là thuộc về ngươi. Huống chi ta là điện chủ người, điện chủ coi như muốn Lăng Thiên chết, Lăng Thiên cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần khá là không nói, trách cứ, nói gì nói bậy, ngươi Diệp Lăng Thiên cuộc đời này đều phải canh giữ ở ta cỡ đó, càng không thể chết. Ai nếu dám động ngươi? Ta Diệp Thần diệt hắn toàn tộc. Diệp Lăng Thiên chợt gật đầu, điện chủ những lời này, liền là cho hắn to lớn lòng tin. Cũng như này điện chủ, lại có hạ cầu. Đột nhiên, Diệp Thần chú ý tới cái gì, năm ngón tay nắm chặt, một cái khác cực nhỏ hộp xuất hiện ở bên trong tay hắn. Nơi đây chỉ có hai thứ đồ này. Cửu u thí thiên thương là Diệp Lăng Thiên phụ thân để lại cho mình, như vậy hộp chắc là Diệp Lăng Thiên. Quả nhiên. Diệp Thần nhìn lướt qua, chính là phát hiện phía trên có khắc mấy chữ to, Diệp Lăng Thiên, mở. Diệp Thần trực tiếp đem hộp đưa cho Diệp Lăng Thiên, nói, Lăng Thiên, vật này là ngươi phụ thân để lại cho ngươi, có thể cùng cái này cửu u thí thiên thương đặt chung một chỗ, tuyệt không bình thường, ngươi tự mình mở ra đi. Diệp Lăng Thiên tự nhiên cũng là thấy được chữ phía trên, nhận lấy hộp, trực tiếp mở ra. Lần này, không có bất kỳ ánh sáng. Vô cùng yên lặng, làm hộp hoàn toàn mở ra lúc đó, nhưng là phát hiện trong hộp lại lơ lửng một giọt máu tươi. Máu tươi là diêm dúa, nhưng lại lộ ra lạnh như băng. Diệp Lăng Thiên có chút không biết rõ phụ thân dụng ý. Tinh huyết này có gì dùng? Còn nữa, tinh huyết này vì sao vẫn là như vậy tươi, giống như mới vừa từ người trong thân thể Triều Ly đi ra? Diệp Thần cũng có chút không biết, hắn vừa định câu thông luân hồi mộ địa Mạc Ngưng Nhi. Nhưng là phát hiện Diệp Lăng Thiên bên người treo một khối ngọc bội lóe lên quỷ dị quang. Ngọc bội này ban đầu Diệp Thần xem qua, phía trên hình vẽ chính là một cái cự long và một cái thiếu niên. Cái đó thiếu niên chính là mình. Chính là ngọc bội này, để cho Diệp Lăng Thiên chắc chắn mình chính là hắn muốn tìm điện chủ. Ở Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên nghi ngờ lúc đó, ngọc bội đột nhiên vỡ vụn. Rồi sau đó, hóa là điểm điểm tinh thần ánh sáng. Tinh thần ánh sáng bỗng nhiên hội tụ, lại hình thành một đạo thân ảnh. Chính là Diệp Lăng Thiên chết đi phụ thân. Vậy ánh sao chi ảnh tựa như hóa là thật thế chấp, trong mắt nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên, kích động nói, Lăng Thiên, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, nếu như ta không đoán sai, ta bản thể đã chết đi. Diệp Lăng Thiên chưa từng nghĩ qua ở phụ thân sau khi chết sẽ dưới tình huống này mới gặp lại phụ thân. Hắn đầu gối cong, trực tiếp quỳ xuống, phụ thân. Ánh sao chi ảnh lộ ra một đạo nụ cười, đem Diệp Lăng Thiên đỡ lên, người có thể đi tới nơi này, thuyết minh nước cờ này ta đi đúng rồi. Ánh sao chi ảnh ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên mình, trong mắt kích động, vị này chẳng lẽ chính là thiếu điện chủ. Thiếu điện chủ ở trên cao, xin nhận vậy Diệp Cẩm Minh một bái.
Diệp Thần tự nhiên không thể nào để cho đối phương quỳ xuống, cánh tay duỗi một cái, bá phụ xin đứng lên tới, người vốn là một đạo tàn niệm, vì sao còn phải quỳ ta? Diệp Cẩm Minh do dự mấy giây vẫn là gật đầu nói, thiếu điện chủ, thấy ngươi, ta liền biết tổ tiên cho ta nhiệm vụ, coi như là hoàn toàn hoàn thành. Nếu như ở ta nơi này thất bại, vậy ta chính là gia tộc tội nhân. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, vì sao các ngươi chọn chúng chính là ta, mà không phải là người khác. Lần này, Diệp Cẩm Minh không có giải thích, mà chỉ nói, thiếu điện chủ, có một số việc là thiên cơ, không thể nhiều lời, bất quá có một việc ngược lại không phải là bí mật, ngươi là tử khí ngọa long cách mây tía trời xanh đế vương mệnh lệnh, người bất kỳ chỉ cần và ngươi có liên lạc, liền có thể phúc trạch đời sau. Dĩ nhiên, ta cũng tin tưởng, Lăng Thiên có thể ở đoạn đường này là thiếu điện chủ che gió che mưa. Diệp Cẩm Minh lại lần nữa nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, hắn nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên tu vi, lắc đầu một cái, Lăng Thiên, ngươi tu vi quá thấp, như vậy tu vi, làm sao là điện chủ đánh thiên hạ? Diệp Lăng Thiên sắc mặt đỏ một cái, lúng túng nói, phụ thân, ta cũng không muốn à, nhưng là điện chủ thực lực quá mức nghịch thiên, thánh vương cảnh liền có thể chém chết hư vương cảnh cường giả, ta cả đời này thì không cách nào theo đuổi, không quá ta sẽ hết sức. Diệp Cẩm Minh sờ một cái râu, năm ngón tay nắm chặt, vậy máu tươi chính là hạ xuống lòng bàn tay của hắn. Máu tươi bên trong lại cái bóng ngược trước một đạo chữ viết cổ xưa. Lăng Thiên, thật ra thì chuyện này tổ tiên đã sớm liệu được, gia tộc sa sút, đến ngươi khu vực này, tổ tiên nghịch thiên linh căn chính là pha loãng kém không nhiều, người muốn tu luyện có rất lớn thành tựu căn bản không có thể. Tổ tiên bày ngàn năm đại cuộc, là cha chỉ bất quá vậy là một quả con cờ. Ngươi có thể thấy giọt máu tươi này, đây cũng là tổ tiên là ngươi mà lưu. Chờ một hồi ta sẽ đem tinh huyết này đánh vào ngươi ấn đường, sẽ rất đau đớn, bởi vì máu tươi ở giữa lực lượng sẽ cưỡng ép thay đổi mạch máu ngươi và thiên phú. Cũng may bên trong cơ thể ngươi máu và tổ tiên còn có liên lạc, nếu như đổi thành người bình thường, tất nhiên bạo thể mà chết. Sau ngày hôm nay, là cha sẽ để cho ngươi lột xác, như vậy ngươi cũng có tư cách đứng ở thiếu điện chủ bên người. Dứt lời, Diệp Cẩm Minh một chỉ điểm ra, trực tiếp đem máu tươi bắn vào Diệp Lăng Thiên ấn đường. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, lúc này mới chợt hiểu. Diệp Cẩm Minh cũng không phải là bất ngờ đi một nơi bí cảnh, mà là chỗ này bí cảnh vốn là gia tộc bọn họ bí mật, bảo vệ ngàn năm. Cho tới bây giờ mới hoàn toàn mở. Như vậy hao tổn tâm huyết, lại là vì sao? Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, thời khắc này Diệp Lăng Thiên cả người co quắp. Nằm trên đất, trên mặt đều là dữ tợn. Quá đau khổ. Diệp Cẩm Minh trên cao nhìn xuống nhìn mình nhi tử, tiếp tục nói, Diệp Lăng Thiên, cho ta đứng lên. Trên mình ngươi chảy xuôi máu là một người chiến sĩ máu, nếu như liền loại này đau đớn cũng vác không dưới, chỉ có thể nói tổ tiên xem cao ngươi, ngươi chính là một tên phế vật. Ngươi muốn một mực núp ở thiếu điện chủ sau lưng, làm một cái phế vật vô dụng. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy sao? Câu này câu tiếng nói tựa như nhọn kim vậy đâm bị thương Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ta không phải. Hắn run rẩy đứng lên, trong mắt đều là tia máu. Tay hắn cánh tay nổi gân xanh, cả người bùng nổ cường đại đợt khí. Đan điền rất miễn cưỡng chống đỡ bị phá, rồi sau đó tân sinh. Ta Diệp Lăng Thiên không sợ hết thảy, núi đao biển lửa, đi theo điện chủ. Gầm thét dưới. Diệp Lăng Thiên toàn thân đợt khí phóng thích, nước biển lăn lộn. Thậm chí khí này sóng để cho Diệp Thần cũng có chút khó chịu. Diệp Thần nhìn trong nước biển linh khí điên cuồng hướng Diệp Lăng Thiên thân thể tràn vào. Sau đó, hắn kinh hãi là phát hiện Diệp Lăng Thiên khí tức trên người đang biến hóa. Đột phá. Một tầng tiếp theo một tầng. Chân thực không thể tưởng tượng nổi. Không biết qua bao lâu, Diệp Lăng Thiên lại đã bước vào nhập thánh cảnh. Không có dừng lại. Thánh vương cảnh. Vẫn là không có dừng lại. Hư vương cảnh. Cuối cùng mới chậm rãi dừng lại, cuối cùng cảnh giới ổn định ở hư vương cảnh tầng thứ 5. Diệp Thần cố nhiên có luân hồi mộ địa, cũng là chưa từng gặp qua có như thế nghịch thiên tăng lên phương pháp. Điên rồi phải không? Diệp Cẩm Minh tựa hồ nhận ra được Diệp Thần nghi ngờ, giải thích thiếu điện chủ, loại bí pháp này toàn bộ Côn Lôn hư chỉ có chúng ta tổ tiên nắm giữ. Hơn nữa yêu cầu cực kỳ hà khắc, phải là tổ tiên máu tươi, Lăng Thiên lúc nhỏ,
ta liền mỗi ngày để cho hắn ngâm đặc thù nước thuốc, lúc này mới có thể dung nhập vào, nếu như người bình thường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, sau khi phát hiện người đã đứng lên. Mặt mũi không có quá nhiều biến hóa, nhưng là khí tức trên người nhưng là trải qua niết vậy. Kiên Nghị trong mắt nhìn về phía Diệp Thần, trực tiếp quỳ một chân xuống, điện chủ, lần này, sẽ không đứng ở sau lưng của ngươi. Ai nếu dám động ngươi, ta liền để cho hắn rơi xuống địa ngục. Diệp Thần gật đầu một cái, vỗ một cái Diệp Lăng Thiên bả vai, đứng lên đi, ta nói qua chúng ta là huynh đệ, ngươi không phải ta người làm, không cần phải như vậy. Diệp Cẩm Minh nhìn hai người, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, thiếu điện chủ, Lăng Thiên, gia tộc cho ta sứ mạng, ta coi như là hoàn toàn hoàn thành, sau ngày hôm nay, cũng nên là hai người các ngươi thiên hạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.